Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 83. Oanh. Diệp Thần trực tiếp tránh thoát đám này hợp đạo thần quân trói buộc, ánh mắt có chút mê luyến nhìn một cái chung quanh. Thế giới bên ngoài, thật đẹp tốt. Hắn bị kẹt mấy chục ngàn năm, sớm cũng không biết bên ngoài như thế nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Rất nhiều hợp đạo thần quân cảnh giác nhìn Diệp Thần, biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho chẳng ai nghĩ tới. Bổn tôn danh hiệu, các ngươi còn chưa xứng biết. Mặc dù tại chỗ bên trong, có mấy tên đứng đầu thần quân, nhưng là vào thời khắc này Diệp Thần trong mắt, không hoảng hốt chút nào, hắn lại là từ luân hồi mộ địa bên trong, cầm ra một cái hợp đạo tiên khí cây sáo. Nói khoác mà không biết ngượng, quản ngươi là Diệp Thần vẫn là ai, ngươi hơi thở bất quá là hợp đạo cảnh tầng 6 trời, ở trong mắt chúng ta và con kiến hôi không có khác biệt. Một vị đứng đầu thần quân trực tiếp mở miệng, nếu như một người thứ thiệt tiên tôn, hắn cũng không quay đầu lại, cũng sớm đã chạy trốn. Vì sao làm tiên tôn? Tiên tôn dưới tất cả con kiến hôi. Đứng đầu thần quân trực tiếp ra tay, nhưng mà Diệp Thần mặt không đổi sắc, lui về phía sau hai bước, trong tay cây sáo, đặt ở khóe miệng. Giờ khắc này, giữa âm lượn quanh lương thanh âm vang lên, Diệp Thần thân thể do vậy đạo thần niệm khống chế, trực tiếp rơi vào trên mặt biển. Đứng đầu thần quân vốn là còn đề phòng, có thể nghe gặp Diệp Thần tiếng địch, cũng không có bất kỳ tác dụng, hoàn toàn yên lòng. Và ta đồng loạt ra tay trực tiếp diệt hắn. Đứng đầu thần quân một câu nói, phía sau hợp đạo thần quân gật đầu một cái vọt tới trên mặt biển, cầm ra riêng mình trông nhà bản lãnh, đánh về phía Diệp Thần thân thể. Uy thế kinh khủng, để cho bình tĩnh mặt biển, cuốn lên từng trận nước biển. Nhưng mà, ở những công kích này, sắp đánh vào Diệp Thần trên người thời điểm, tất cả hỗn nguyên cảnh hải thú đột nhiên nhô ra, trợ giúp Diệp Thần ngăn cản. Những thứ này hải thú bên trong đôi mắt, hoàn toàn không có sợ, ngược lại từng cái thấy chết không sờn. Oanh oanh oanh, từng tiếng tiếng nổ, cuốn lên toàn bộ mặt biển. Người lấy là có thể điều khiển mấy con hỗn nguyên cảnh hải thú, là có thể chạy trốn. Đứng đầu thần quân mà nói, mới vừa nói xong, nhưng mà trong nháy mắt đã bị đánh mặt. Ở Diệp Thần sau lưng, vô số hải thú nhô ra. Những cái kia hải thú có trăm trượng thân thể, không ngừng từ phía sau toát ra. Hải thú thực lực, tầng thứ không đủ, có đế tôn cảnh, cũng có nhập thần cảnh. Đây vẫn chưa kết thúc, ở Diệp Thần phía trước, mặt nước toát ra 5 con hải thú, đều đang đạt tới hợp đạo cảnh tầng 8 thiên thực lực. Ngàn trượng thân cao hải thú, để cho những thứ này đuổi giết Diệp Thần thế lực, lộ vẻ được dị thường nhỏ bé. Cái này, một đám người trợn to trong mắt, thiếu chút nữa không từ trong ánh mắt của bọn họ mặt chạy đến. Trên mặt biển rậm rạp chằng chịt hải thú, ít nhất có hơn 10.000 đầu, mặc dù những thứ này hải thú thực lực cũng không cao lắm. Chỉ là dây dưa cũng có thể dây dưa chết bọn họ. Trừ phi có tạo hóa cảnh thực lực, nếu không bọn họ sớm muộn cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Nhìn một đám hải thú đại quân đứng ở trên mặt biển, tựa như một con quân đội như nhau. Chỉ cần Diệp Thần ra lệnh một tiếng, những thứ này hải thú tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên đi giết. Người rốt cuộc là ai à, Diệp Thần, người không thể nào ngự thú. Nhất là loại cấp bậc này. Lúc này, đứng đầu thần quân trực tiếp mở miệng, bên trong đôi mắt còn có một chút sợ hãi thần sắc. Hắn nghĩ tới một người đàn ông. Vạn năm trước, có một cái lên nhóm thế lực, không biết bởi vì nguyên nhân gì, trêu chọc phải một người đàn ông. Cuối cùng người đàn ông một bài ngự thú khúc, khống chế triệu yêu thú, điên cuồng tàn sát. Trận chiến ấy giết trời đất tối sầm, thiên địa đều ở đây rên rỉ, không biết nhiều ít võ giả chết. Cái cuối cùng lên nhóm thế lực, rất miễn cưỡng bị người đàn ông kia tiêu diệt. Trận chiến này, vậy hoàn toàn đặt người đàn ông kia thực lực, để cho vô số cường giả nhìn mà sợ. Chỉ tiếc người đàn ông kia rất nhanh biến mất. Đã 20.000 năm không có xuất thế. Mọi người cũng lấy là hắn chết, ai biết lại vẫn còn sống. Diệp Thần không có mở miệng, nhưng mà giờ khắc này, hơn 10.000 đầu hải thú, điên cuồng xông về những thứ này hợp đạo thần quân. Vạn đầu hải thú đủ chạy, hình ảnh quá mức rung động, ngập trời hung khí ngưng tụ trên không trung. Không tốt, trốn. Đứng đầu thần quân dẫn đầu kịp phản ứng, một hai đập hải thú, dù là 1.000 đầu hải thú, hắn cũng không sợ hãi. Mặc dù hắn là đứng đầu thần quân, nhưng là vậy không tự đại đến,
có thể giải quyết 10 ca con hải thú. Dù là có thể giết chết, cũng không biết muốn giết tới khi nào. Trên đỉnh đầu nhọn thần quân chạy trốn sau này, những thứ này hợp đạo thần quân, nơi nào còn dám tiếp tục đợi tiếp, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Vốn là lấy là Diệp Thần hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai biết một chàng truy đuổi, lại để cho bọn họ chạy mất dạng. À, Diệp Thần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Một người hợp đạo cảnh cường giả, bởi vì tốc độ chậm, trực tiếp bị hai cái hợp đạo cảnh hải thú cắn. Vì có thể chạy trốn, tổn thất mình hai cánh tay mới thoát đi. Hải thú và hợp đạo thần quân giao thủ, mặc dù hải thú không ngừng tử vong, nhưng một chút xíu ở làm hao mòn bọn họ lực lượng. Hung ma cung, nhất định phải cho ta tru diệt Diệp Thần. Một cái hung ma cung hợp đạo cường giả, ngửa mặt lên trời gầm thét, hắn bị bốn cái hợp đạo cảnh yêu thú vây công, bên cạnh còn có không biết nhiều ít hỗn nguyên cảnh yêu thú. Hắn biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy khỏi, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Phịch, nổ tung giống vậy thanh âm vang lên, trên mặt biển cuồn cuộn đợt sóng. Vốn là màu xanh đen đợt sóng, trực tiếp nhiễm thành màu đỏ như máu. Ở hải thú xông tới trong nháy mắt, Diệp Thần cũng sớm đã rời đi, chẳng biết đi đâu. Hai ngày sau đó, ở một nơi trên hải đảo mặt, Diệp Thần kéo yếu ớt không chịu nổi thân thể, chật vật đi. Hắn bây giờ liền trời cao phi hành lực lượng cũng không có, vậy thần niệm chiếm cứ trong cơ thể hắn, thiếu chút nữa cầm hắn thân xác nghiền nát. Quá mạnh mẽ! Hắn rốt cuộc rõ ràng vậy mộ bia ở giữa đại năng vì sao cao ngạo. Hoàn toàn có cái này tư cách à? Nếu như lúc ấy, đứng đầu thần quân bọn họ không có chạy trốn nói, sợ rằng Diệp Thần đến lúc đó sẽ thân xác vỡ nát. Không cần đứng đầu thần quân ra tay, chính hắn liền sẽ diệt vong. Ngươi ngự thú khúc, quá kinh khủng. Diệp Thần mặc dù để cho thần niệm chiếm cứ thân thể, nhưng là bên ngoài hết thảy, hắn cũng có thể cảm giác. Ban đầu 10 ca con hải thú lao ra mặt nước rung động cảnh tượng, để cho hắn đến bây giờ cũng không thể quên được. Nhưng là ngươi không có tư cách học. Ta thích yên lặng, không thích bị quấy rầy. Diệp Thần. Diệp Thần ở trên đảo đi một ngày, thời gian gặp phải một ít nhập thần cảnh yêu thú, trực tiếp dùng thân xác một cái tát đập chết. Cái đảo này tự, Diệp Thần cũng không biết có người hay không khói, từng có nửa ngày sau. Diệp Thần thấy mấy đầu nhập thần cảnh yêu thú, kéo hàng hóa, còn có một chiếc xe ngựa thành thạo đi. Tỷ tỷ, người xem nơi đó, có phải hay không có người? Ở trên xe ngựa mặt, một người tướng mạo bất phàm cô gái, người mặc màu xanh da trời quần hoa vỡ. Ở cô gái bên cạnh, còn có một vị nữ tử, nhìn hình dáng mặc dù bình thường, nhưng có một loại có tri thức hiểu lễ nghĩa hơi thở. Tỷ tỷ, người xem người kia, thật đáng thương, chúng ta giúp hắn một cái chứ. Cái này hai ngày Diệp Thần một mực đi, cộng thêm thân xác có chút làm tổn hại, nhìn hình dáng, hôi đầu hôi kiểm. Người nha, bên ngoài loại người gì cũng có, vạn nhất cho gia tộc trêu chọc tai họa, chúng ta nói thế nào đời. Cô gái mặc dù như thế nói, bất quá bên trong đôi mắt nhìn cô gái, đều là cưng chiều thần sắc. Tỷ tỷ. Cô gái bắt tay của cô gái cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc, cô gái bất đắc dĩ nhìn một cái muội muội mình, nhẹ khẽ gật đầu. Cô gái cười một tiếng, từ trên xe ngựa dưới mặt tới, đi tới Diệp Thần trước mặt. Nàng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói. Ta kêu Trần Linh, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Trần Linh chẳng biết tại sao, nàng cảm giác được trong cơ thể có đạo lực tính đang hấp dẫn nàng. Hơi thở này rất quen thuộc. Sẽ tới từ tướng mạo xấu xí này nam tử. Tựa hồ có chút giống canh kim. Nếu không nàng cũng sẽ không bình trắng vô cớ như vậy. Trần Linh ở còn nhỏ được một chàng bệnh nặng, cha tiêu phí bất cứ giá nào, lấy canh kim làm chất dẫn, mới miễn cưỡng kéo dài tánh mạng. Từ nay về sau, nàng trong cơ thể liền một mực tồn tại một quả canh kim. Mà giờ khắc này Diệp Thần luyện hóa canh kim, Trần Linh tự nhiên sẽ đối với hắn có hảo cảm. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một mắt, bản không muốn để ý tới, nhưng là phát hiện trước mặt cái cô gái này trong cơ thể lóe lên một đạo kim quang. Lại là canh kim hơi thở. Cô gái này chẳng lẽ vậy luyện hóa viễn cổ hung thú máu tươi? Nếu không làm sao có thể như vậy? Hắn do dự hồi lâu, vẫn là nói.
Ta và người nhà đụng gặp bầy yêu thú, cuối cùng chỉ còn lại ta một người, chạy trốn tới nơi này. Bây giờ Diệp Thần hơi thở nội liếm, người khác phát hiện không được tu vi, nếu không Trần Linh tỷ tỷ, tất nhiên cảnh giác. Như vậy đi, ngươi và ta đi Trần gia, ta Trần gia có thể cho ngươi một việc làm, mặc dù địa vị không cao, bất quá cũng có thể để cho ngươi an ổn sinh hoạt. Trần Linh đáng thương nhìn một cái Diệp Thần, tại Thiên Linh đảo, không biết có nhiều ít gia tộc nhỏ, bị yêu thú tiêu diệt. Đây đều là lại chuyện không quá bình thường tình. Diệp Thần do dự một chút, nhẹ khẽ gật đầu, coi là đồng ý. Tại Thiên Linh đảo hắn cuộc sống không quen, vạn nhất gặp phải hợp đạo cảnh yêu thú, lấy hắn trạng thái bây giờ, căn bản không biện pháp chạy trốn. Yêu thánh bí cảnh còn có chút thời gian mở, hắn cũng không quá gấp. Mấy ngày thời gian, đủ hắn cầm thương thế dưỡng hảo. Mặt khác, hắn muốn biết trước mặt cô gái này trong cơ thể cất giấu canh kim bí mật. Vạn nhất đối phương có nhiều hơn canh kim, vậy hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được. Phiền toái. Diệp Thần nhẹ ôm quyền, đi theo Trần Linh đi tới bên cạnh xe ngựa, ở bên ngoài xe ngựa, tìm được một nơi, ngồi xuống. Ngựa xe chạy nửa ngày, Diệp Thần thấy một nơi thành trì, mặc dù không lớn, nhưng là vậy có kích thước nhất định. Đoạn này thời gian, Diệp Thần cũng đại khái biết một chút tình huống, Thiên Linh đảo không có quá nhiều cường giả. Toàn bộ đảo người thống trị, cũng chỉ là một người hợp đạo cảnh tầng trời một thần quân. Trần gia tại Thiên Linh đảo, cũng coi là bên trong nhóm thế lực, gia chủ là một người hỗn nguyên cảnh tầng 5 thiên. Diệp Thần đi theo Trần Linh các nàng đi vào thành trì bên trong, nửa giờ đi tới Trần gia. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư. Ở đứng ở cửa hai tên hộ vệ, nhẹ mở miệng. Diệp Thần đi theo đi vào, lúc này một người nùng trang diễm mạt cô gái, đi tới Trần Linh và Trần Chi Âm trước mặt. Làm cô gái thấy Diệp Thần thời điểm, cả người nhướng mày một cái. Nhị muội, người cái này đi một chuyến, lại thế nào lãnh về một tên phế vật? Chẳng lẽ đây là ngươi dã nam nhân? Nói chuyện không phải người khác, chính là Trần gia đại tỷ, Trần Hiểu Hiểu. Mặc dù là Trần gia đại tỷ, nhưng là cùng Trần Chi Âm bọn họ, cùng cha khác mẹ, từ nhỏ liền một mực không đúng. Trần Chi Âm mặt liền biến sắc, lạnh giọng mở miệng nói, đại tỷ, ta mang ai trở về, thật giống như không cần ngươi phí tâm, ngươi không biết chó giỏi không cản đường sao. Hai người bọn họ tranh đấu, cũng sớm đã đạt tới dầu sôi lửa bỏng bước. Ha ha, người mang ai hồi tới tự nhiên không có quan hệ, có thể nếu để cho Long gia nhị công tử biết, người mang người đàn ông trở về, không biết sẽ là hậu quả dạng gì. Trần Hiểu Hiểu nói xong, uốn éo người cũng không quay đầu lại rời đi. Long gia nhưng mà bên trong thành gia tộc cao cấp, có hợp đạo cảnh cường giả, vừa vặn Long gia nhị công tử thích Trần Chi Âm. Vừa nghĩ tới Long gia, Trần Chi Âm cũng có chút nhức đầu, bất quá vậy không nghĩ nhiều nữa. Long gia nhị công tử, vậy chưa đến nỗi và một người làm tranh đoạt tình nhân, dẫu sao như vậy mất mặt. Diệp Thần dửng dưng, hòn đảo này tự, hắn nếu là muốn, khoảnh khắc bây giờ, liền có thể trở thành đứng đầu thế lực. Hợp đạo cảnh sơ kỳ, căn bản uy hiếp không được hắn. Trần Linh, ngươi mang Diệp Thần đi tìm Chu quản sự, để cho hắn an bài một chút chỗ ở. Trần Chi Âm phân phó nói. Tỷ tỷ. Diệp Thần đối với hết thảy các thứ này, vậy không có quan tâm, gật đầu cũng chỉ coi là đáp ứng. Chu quản sự cho Diệp Thần an bài xong một chỗ ở, cực kỳ đơn sơ. Diệp Thần không có quá nhiều câu oán hận, lần này thương thế quá nặng, giống vậy đan dược đã không dùng. Chỉ có kéo dài không ngừng vận chuyển thần ma luân hồi quyết mới có hiệu quả. Đoạn này thời gian, ẩn núp ở Trần gia. Đổ là lựa chọn tốt. Bất quá hắn ở Trần gia ngây ngô không được quá lâu. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Thần cửa phòng đều là đóng chặt. Hắn đối với thần ma luân hồi quyết cảm ngộ càng phát ra sâu sắc, thương thế vậy khôi phục xong hết rồi. Trần Linh thỉnh thoảng sẽ đến tìm Diệp Thần. Thường xuyên qua lại, Diệp Thần rốt cuộc rõ ràng liền Trần Linh trong cơ thể thế nào sẽ có canh kim. Canh kim thành tựu chí dương vật. Áp chế Trần Linh trong cơ thể âm tà chi bệnh, ngược lại là kỳ chiêu. Chỉ là như vậy thứ nhất, Diệp Thần căn bản không dự định đối với Trần gia canh kim có nghĩ không an phận. Một khi Trần Linh trong cơ thể không có canh kim, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thương thế nếu khôi phục, Diệp Thần dự định sáng mai,
trực tiếp nói tạm biệt Trần gia. Nhưng mà ngay tại lúc này, cửa phòng lần nữa bị gõ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, biết đối phương tất nhiên là Trần Linh. Cửa phòng mở ra, Trần Linh thò đầu nhỏ ra cười hì hì nói, Diệp Thần, người này thật là bực bội, mỗi ngày ở gian phòng làm gì? Ngươi lại không cần tu luyện. Ở Trần Linh trong mắt, Diệp Thần không có bất kỳ tu vi, hẳn nhiều và người tiếp xúc mới đúng. Nói không chừng nửa đời sau, Trần gia còn có thể chiếu cố hắn cả đời. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ một cái Trần Linh đầu, móc ra một cái hộp gấm, vật này đưa cho ngươi, ta vừa vặn dự định và ngươi nói tạm biệt, sáng mai, ta phải đi. Trần Linh ngẩn ra, trợn to mắt mâu, người mới ở lại mấy ngày, thương thế đều không khôi phục, nhanh như vậy liền đi. Vạn nhất đụng phải nữ yêu thú làm thế nào? Diệp Thần tâm ý đã quyết, ta và bạn có ước định, nếu như lại không rời đi, sợ là lỡ sự việc. Trần Linh vậy cảm thấy Diệp Thần cố ý, thở dài một hơi, vẫn là nói, được rồi, lễ vật này ta nhận. Lần kế gặp mặt không biết lúc nào. Bất quá nếu ngươi sáng mai phải đi, tối hôm nay liền hơn cùng ta một lát. Vừa vặn buổi tối có một tràng tiệc, ngươi cùng ta cùng đi, được không? Diệp Thần gật đầu một cái, được. Đúng rồi, chàng này tiệc ngươi phải chú ý một ít, có rất nhiều nhân vật lớn, không nên nói bậy bạ. Lời đồn đãi toàn bộ hòn đảo đứng đầu nhất long gia tộc người cũng sẽ đến. Nếu như ngươi chọc tới người khác, chúng ta Trần gia cũng không nhất định bảo ngươi. Ở ngươi trước khi rời đi, ta cũng mang ngươi gặp cảnh đời đi, sau này ngươi có thể cũng không thấy được loại trường hợp này. Trần Linh khá là nghiêm túc giải thích. Diệp Thần nhìn một cái Trần Linh, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn đã gặp qua cảnh đời, có thể vượt xa hết thảy. Bất quá đối mặt Trần Linh trịnh trọng ánh mắt, Diệp Thần chỉ có thể cười khổ gật đầu. Cái gọi là long gia, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Một cái hợp đạo cảnh mà thôi, ở trên tay hắn chết qua hợp đạo cảnh, cũng không dưới trên trăm cái. Màn đêm buông xuống. Diệp Thần đi theo Trần Linh, một đường đi tới phủ thành chủ. Ngày hôm nay chàng này tiệc, chính là ở phủ thành chủ cử hành, làm Trần Linh và Diệp Thần đi vào trong đại điện mặt thời điểm, phát hiện tới gia tộc xác thực không thiếu. Những người này, lẫn nhau ngồi ở một bên nhẹ giọng trao đổi, Diệp Thần quét mắt một mắt, bất ngờ phát hiện Trần Hiểu Hiểu cũng ở đây. Diệp Thần, chúng ta đi tìm một góc vắng vẻ. Trần Linh kéo Diệp Thần tay, tìm được một nơi tương đối vắng vẻ chỗ ngồi xuống. Nàng cũng không muốn và Trần Hiểu Hiểu có cái gì đụng chạm. Hai người vào ngồi, Diệp Thần trực tiếp đóng chặt tròng mắt, ý thức tiến vào luân hồi mộ địa bên trong. Từ vị kia đại năng ra tay sau đó, đến nay không có động tĩnh. Mặc dù không biết ngày đó là dạng gì nguyên do, nhưng là hắn cần phải cảm ơn một phen. Nhưng mà, hắn vừa mới đến tòa mộ kia bia trước, ngoại giới thanh âm ồn ào liền đem Diệp Thần kéo về thực tế. Hắn con người đông lại một cái, nhưng là phát hiện một cái sang trọng hoa lệ quần áo thanh niên đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Linh. Nguyên lai Trần Linh trước mặt nước canh vô tình văng đến bàn kề cận sang trọng hoa lệ thanh niên. Tuy không có gì đáng ngại, nhưng là đối phương chính là hùng hổ dọa người. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Trần Linh thân thể run rẩy, nàng nhưng mà biết trước mặt thanh niên thân phận. Viên gia nhị thiếu gia, Viên Thiên. Người này không thích thiếu nữ, duy chỉ có đối với cô bé yêu thích, hắn tới tiệc bên trong, vốn là muốn tìm cô gái. Vốn là hắn lấy là không có, ai biết ở nơi này chỗ vắng vẻ tìm được. Trần Linh nhỏ nhắn xinh xắn, chính là Viên Thiên loại hình thích. Mà Trần Linh sai lầm, vừa vặn trở thành Viên Thiên cơ hội. Ta có thể cho ngươi tẩy. Trần Linh nhát gan đưa tay ra. Sau đó, Viên Thiên nhưng là bắt được Trần Linh tay, ta cười nói, ngươi cho ta tẩy nơi nào đâu. Nếu không, chúng ta cùng tắm. Lời này vừa nói ra, chung quanh một phiến cười ầm lên. Trần Linh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là đối với có ít thứ cũng biết. Gương mặt của nàng hồng thấu, cúi đầu không biết nên nói cái gì. Viên gia ở hòn đảo bên trong, nhưng mà đứng đầu thế lực, có hỗn nguyên tầng 8 thiên cường giả. Bọn họ Trần gia căn bản không đắc tội nổi Viên gia. Viên gia một câu nói, là có thể để cho bọn họ Trần gia tiêu diệt. Ta không muốn, thật xin lỗi. Trần Linh tay đang run,
Nàng muốn từ viên thiên trong tay rút ra, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Giờ khắc này, nàng không giúp tới cực điểm. Không muốn tẩy, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt bổn thiếu gia. Ngươi tin không tin ta một câu nói, là có thể để cho các ngươi Trần gia tiêu diệt, ngươi có thể muốn sau khi nghĩ xong quả. Viên thiên cười nhạt hai tiếng, bọn họ Viên gia chứ không dám đắc tội Long gia trở ra, còn biết sợ ai. Trần Linh nghe gặp Viên Thiên mà nói, cả người khuôn mặt nhỏ nhắn đổi được sát trắng, nếu như nàng một người cho Trần gia mang đến tai họa ngập đầu, hậu quả này không phải nàng có thể tiếp nhận. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái tay chỉ như vậy bắt được Viên Thiên tay, thanh âm nhàn nhạt chậm rãi rơi xuống. Bất quá là một cái đứa nhỏ, tại sao phải khó khăn là nàng? Nói chuyện chính là Diệp Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần không muốn gây chuyện, nhưng là bây giờ xem ra, hắn như lại không đứng ra, Trần Linh liền nguy hiểm. Coi như là báo mấy ngày nay ân tình. Hắn nhìn về phía Trần Linh, nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi không muốn, liền không người có thể mang đi ngươi. Diệp Thần, ta không muốn đi. Lúc này Trần Linh yếu ớt mở miệng, chỉ cần Diệp Thần ở đây, không biết tại sao, nàng luôn có một loại vô hình cảm giác an toàn. Một người làm. Vậy dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngược, người biết người đang cùng ai nói sao? Viên Thiên sắc mặt lạnh như băng, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt hắn. Cự tuyệt hắn hậu quả, liền phải trả giá thật lớn. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng sức. Một giây kế tiếp, một đạo thanh thúy gãy xương tiếng vang khắp. Sau đó, Viên Thiên càng bị vô tình đẩy ra. Ta không muốn gây chuyện, bây giờ cút. Người Viên gia còn có tồn tại có thể. Đại điện yên tĩnh. Chẳng ai nghĩ tới, cái này cuồng vọng lời nói sẽ từ một người làm trong miệng nói ra. Viên Thiên trước nhất kịp phản ứng, cả người mượn mặt đất nhảy bắn lên, sau đó đưa tay ra cánh tay, thể lực lượng, không ngừng tràn vào đến trên cánh tay mặt. Giờ khắc này hắn cầm chặt quả đấm, bỗng nhiên xông tới. Tiểu súc sinh, xem ra ngươi còn không biết chết cái chữ này viết như thế nào. Hắn nhưng mà Viên gia nhân, một quyền này, hắn tin tưởng có thể trực tiếp cầm Diệp Thần đánh chết. Diệp Thần, ngươi nhanh một chút né tránh. Trần Linh vậy không nghĩ tới, ở nơi này trong yến hội mặt, Viên Thiên nói ra tay liền ra tay. Ở nàng mở miệng trong nháy mắt, nhưng mà đã không kịp, Viên Thiên quả đấm đã ầm ầm tới. Giờ khắc này, Trần Linh tuyệt vọng nhắm mắt lại, vừa nghĩ tới là mình hại Diệp Thần, trong nội tâm một hồi thống khổ. Sớm biết, nàng thì không nên để cho Diệp Thần đi theo tham gia tiệc. Nhưng mà, ở quả đấm ầm ầm tới thời điểm, Diệp Thần khóe miệng một món nụ cười, đưa tay ra, không có bất kỳ linh lực, chỉ như vậy trực tiếp một cái tát lên đi ra ngoài. Bót! Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ở dưới con mắt mọi người, quỷ dị chuyện xảy ra. Viên Thiên lại trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Một tiếng nổ, rơi trên mặt đất. Nơi này động tĩnh. Trong nháy mắt sẽ để cho tiệc mọi người con người tựa như kinh bảo. Khi thấy ngã trên mặt đất Viên Thiên và mới vừa xuất thủ Diệp Thần. Ở trong một cái chớp mắt này, nơi có người cảm giác, cái này Diệp Thần điên rồi. Viên gia ở hòn đảo nhưng mà đứng đầu gia tộc, giờ phút này lại có người dám rút ra Viên Thiên mặt. Trần Linh trợn to hai mắt, nhìn một màn trước mắt, nội tâm rung động thật lâu không thể bình phục. Cái này Diệp Thần thật sự là bị yêu thú bị tiêu diệt gia tộc nhỏ. Người còn sống sót. À, ta muốn ngươi chết. Viên Thiên che nóng hừng hực gò má, chật vật đứng lên. Hắn Viên gia lúc nào ở tiệc bị đánh mặt qua. Viên gia không nói là bá chủ, nhưng cũng là dưới một người, trên vạn người. Giờ phút này Viên Thiên nội tâm lửa giận công tâm, chỉ muốn nếu không cố hết thảy chém chết Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần không chết. Vậy hắn chính là cả đời sỉ nhục, sẽ trở thành là hắn tâm ma. Viên Thiên điên cuồng xông lại, Diệp Thần con ngươi hơi lạnh, sau đó nâng lên một cước, trực tiếp đá đi. Phịch, một cước này đi xuống, Viên Thiên ngực trực tiếp sụp xuống, ầm ầm ngã xuống đất, nhưng là lại cũng đứng lên. Diệp Thần không chỉ có một cước cầm ngực hắn đá đổ, chủ yếu nhất là, đoạn diệt Viên Thiên bên trong sức sống. Nếu như có thể rõ ràng bao mà nói. Viên Thiên ngũ tạng lục phủ ở trong người đã hóa thành cặn bã. Không thú vị. Trong nháy mắt, toàn bộ tiệc bên trong yên lặng như tờ,
tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Viên gia nhị thiếu gia lại chết, chết ở trong yến hội mặt. Cái này không thua gì một tràng động đất, làm cho cả hòn đảo chấn động. Diệp Thần không chỉ có giết chết Phiên Thiên, lại là đang khiêu chiến viên gia tôn nghiêm. Tất cả mọi người, nhìn Diệp Thần hình dáng, trong mắt đều có một tia thần sắc sợ hãi. Một cước cầm Viên Thiên đá chết, chân thực quá dã man, quá hung tàn. Xem Diệp Thần loại người này, bọn họ bối cảnh, căn bản không có chút nào tác dụng, đối phương chính là một cái hoàn toàn người điên. Trong yến hội mặt, có người nhận ra Diệp Thần bên cạnh Trần Linh, nhưng một cái Trần gia, căn bản không phải viên gia đối thủ. Thậm chí có thể nguy hiểm hết thảy. Diệp Thần, người cái cẩu nô tài, đang làm gì? Trần Hiểu Hiểu từ bên trong đám người đi ra, sợ hãi nhìn Viên Thiên thân thể, tức giận hai tròng mắt hận không được toát ra lửa tới. Viên gia nhị thiếu gia, lại bị nàng Trần gia nô tài giết chết. Vạn nhất đến lúc sau viên gia trách tội xuống, dù là Trần gia cầm Diệp Thần giao ra, vậy không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ tới Diệp Thần cho Trần gia mang đến tai họa ngập đầu, Trần Hiểu Hiểu hận không được một cái tát tát chết Diệp Thần. Đại tỷ, chuyện này không trách Diệp Thần, nếu không phải Viên Thiên muốn vô lễ ta, Diệp Thần cũng sẽ không xuất thủ. Đây là Trần Linh vội vàng mở miệng, nàng căn bản cũng không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ một cước trực tiếp cầm Viên Thiên đá chết. Ngươi im miệng, có thể có được viên gia cưng chiều, là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại vẫn dám cự tuyệt Viên Thiên. Ở Trần Hiểu Hiểu trong mắt, nếu như có thể cột lên viên gia cây đại thụ này, các nàng Trần gia địa vị, liền sẽ nước lên thuyền lên. Nói liếc, Trần Hiểu Hiểu chính là bán muội cầu vinh. Bót! Diệp Thần chân thực nghe không vô, trực tiếp một cái tát lên bay Trần Hiểu Hiểu. Lần đầu tiên nghe gặp, có người đem bán muội cầu vinh, nói có lý chẳng sợ. Trần Hiểu Hiểu ở giữa không trung bên trong phát ra một tiếng hét thảm, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Cả người sợi tóc tán loạn, gò má một đạo đỏ đỏ giấu bàn tay, khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu loãng. Ở Diệp Thần trong mắt, Trần Hiểu Hiểu căn bản là một cái có cũng được không có cũng được nhân vật nhỏ, bây giờ lại ba lần tìm cảm giác tồn tại. Ngươi dám đánh ta, ngươi cái cẩu nô tài. Trần Hiểu Hiểu giống như bát phụ, đưa ngón tay ra, chạy tới muốn bắt Diệp Thần. Bót! Diệp Thần nâng lên cánh tay, lại một cái tát trực tiếp vỗ qua đi. Trần Hiểu Hiểu đúng cái bóng người bay rớt ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, cơ hồ chết ngất. Phải biết, Diệp Thần mặc dù là hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, hơn nữa cũng không hoàn toàn, nhưng là hắn bây giờ lực lượng của thân thể, đủ để nghiền ép thần vương cảnh. Thậm chí hỗn nguyên cảnh. Còn dám trêu chọc ta, chết. Nếu như không phải là xem ở là Trần Linh đại tỷ mặt mũi, Diệp Thần đã sớm một cái tát đập chết. Nghe gặp Diệp Thần thanh âm lạnh như băng và thực chất tính sát ý, Trần Hiểu Hiểu không dám lộn xộn nữa một bước, bất quá trong con ngươi mặt oán độc thần sắc, chưa bao giờ dừng lại. Náo nhiệt như vậy, tiểu huynh đệ, xem ngươi thân thủ không tệ, không bằng ở ta nơi này làm một người làm, viên gia sự việc, ta giúp ngươi giải quyết như thế nào. Vào lúc này, một giọng nói vang lên. Chỉ gặp một người dung mạo xinh đẹp nam tử, trong tay một cái quạt xếp ở trong tay. Phong độ nhẹ nhàng, vừa xuất hiện sẽ để cho tại chỗ cô gái, kích động không thôi. Người đến, chính là lần này chủ nhà, Long gia thiếu gia, Long Thiên Thành. Long Thiên Thành một mặt tự tin đi ra, hắn tin tưởng Diệp Thần sẽ không cự tuyệt. Dẫu sao đắc tội viên gia, chỉ có bọn họ Long gia có thể bảo hắn. Nếu không Diệp Thần sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, muốn ta làm ngươi người làm. Ngươi Long gia còn không có cái này tư cách. Diệp Thần một câu nói, để cho Long Thiên Thành tự tin mặt mũi, bỗng nhiên biến mất, cả người nhướng mày một cái, tựa hồ không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Hắn nơi nào biết, Diệp Thần ở Tây vực uy danh, lại là Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Đừng nói Long Thiên Thành không xứng, dù là phụ thân hắn đứng ở Diệp Thần trước mặt, như cũ không đủ tư cách. Tại chỗ đám tiệc người, xem Diệp Thần ánh mắt và xem kẻ ngu như nhau. Diệp Thần thực lực mặc dù không tệ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, viên gia há là hắn một người có thể đối kháng. Bây giờ viên gia trưởng lão sợ rằng đang chạy tới, đến lúc đó Diệp Thần liền chết cũng không biết chết như thế nào. Người biết cự tuyệt ta hậu quả là cái gì? Đến lúc đó viên gia cường giả ra tay,
ngươi liền mạng sống cơ hội cũng không có. Long Thiên Thành sắc mặt có chút khó khăn xem, trước mặt mọi người, cự tuyệt hắn mời chào, đây không phải là đánh mặt hắn. Một cái viên gia mà thôi, tiện tay có thể diệt, ngươi nếu không thoải mái có thể đối với ta ra tay, xem ta có thể hay không tiêu diệt các ngươi Long gia. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, toàn trường xôn xao, tiêu diệt Long gia, những lời này hắn vậy dám nói ra. Long gia ở nơi này hòn đảo, 10.000 năm thời gian đều là cái đảo này tự bá chủ, không có bất kỳ một gia tộc nào có thể dung chuyển. Long gia ở hòn đảo này tự, là hoàng đế chân chính, vô thượng tồn tại. Được, ta đây muốn xem, người như thế nào tiêu diệt Long gia. Long Thiên Thành vẻ mặt lạnh như băng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, như vậy người cuồng vọng. Há mồm ngậm miệng liền muốn tiêu diệt Long gia và Viên gia. Long Thiên Thành vung tay lên, ở sau lưng hắn một cái ông già xuất hiện, bất ngờ là Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Ở hòn đảo này tự, Hỗn Nguyên cảnh trung kỳ đã có thể khai sáng một thế lực. Mà ở Long gia, cũng chỉ có thể làm một người làm. Đây chính là Long gia nội tình. Cũng là vạn năm tới, không người có thể dung chuyển Long gia nguyên nhân. Trương lão, cho ta thật tốt dạy dỗ một chút, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Long Thiên Thành quyết định, cấp cho Diệp Thần một chút dạy bảo, để cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên. Trương lão nhẹ khẽ gật đầu, khóe miệng một món nụ cười châm chọc, nhìn Diệp Thần. Dám cùng Long gia đối nghịch, cũng đã là người chết. Trương lão như tia chớp tốc độ, đi tới Diệp Thần trước mặt, giơ tay lên cánh tay muốn cho Diệp Thần một cái tát. Diệp Thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, Hỗn Nguyên cảnh mà thôi, ở trước mặt hắn diễu võ dương oai, còn chưa đủ cách. Ở tất cả mọi người đều xúc động Hỗn Nguyên cảnh cường đại thời điểm, Diệp Thần đưa tay ra cánh tay, như cũ một cái tát lên đã qua. Bót! Cái này một tiếng giòn giã, chỉ nghe gặp Trương lão phát ra một tiếng hét thảm, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. T! Mọi người ở đây trợn to hai mắt, nhìn Diệp Thần. Thân thể không nhịn được lui về phía sau một bước. Hỗn Nguyên cảnh võ giả, rốt cuộc lại bị Diệp Thần một cái tát vỗ đổ. Cái này quá không chân thật. Nếu như không phải là tất cả mọi người đều xem được rõ ràng, ai vậy sẽ không tin tưởng, một người làm, có thể tiêu diệt Hỗn Nguyên cảnh. Dẫu sao Diệp Thần che đậy hơi thở, chỉ cần không phải tạo hóa tiên tôn cũng hoặc là hợp đạo đỉnh cấp, căn bản nhìn không thấu hắn tu vi. Ở Diệp Thần đối với Viên Thiên thời điểm xuất thủ, hắn cũng không dự định ẩn núp. Hắn thương thế trên căn bản đã toàn bộ chữa, vậy không cần phải lại tiếp tục ẩn giấu đi. Long Thiên Thành khóe miệng hung hăng co quắp, đây rốt cuộc từ đâu tới người tàn nhẫn. Là ai dám giết ta Viên gia thiếu gia, cho ta cút ra đây. Lúc này phủ thành chủ bên ngoài, một người Hỗn Nguyên cảnh tầng 7 thiên ông già xuất hiện tại trên đại điện. Ở ông lão bên trái. Còn có một vị Hỗn Nguyên cảnh tầng 8 thiên người đàn ông trung niên. Ông già bên trái người, chính là phủ thành chủ thành chủ. Viên sát trưởng lão, Lý thành chủ, chính là người này chu diệt Viên Thiên, không chỉ có như vậy, còn muốn há mồm tiêu diệt Viên gia. Lúc này Long Thiên Thành đi tới Viên sát trước mặt, tay chỉ Diệp Thần. Hắn cũng không tin, Diệp Thần một người làm, vẫn có thể là hai người Hỗn Nguyên cảnh đối thủ. Vốn là Long Thiên Thành cố ý mời chào, ai biết Diệp Thần không biết quý trọng, còn đả thương Trương lão. Long Thiên Thành quyết định mượn Viên gia và phủ thành chủ, giết chết Diệp Thần. Trần Linh đứng ở Diệp Thần bên cạnh, nội tâm cực kỳ lo âu. Mặc dù Diệp Thần biểu hiện thực lực rất cường đại, nhưng hai người Hỗn Nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, hắn tại sao có thể là đối thủ? Diệp Thần có thể làm đến bước này, đã rất nghịch thiên. Lý thành chủ khẽ nhíu mày, không có lập tức động thủ, mà là hỏi Diệp Thần nói, tiểu huynh đệ, người thật nói qua những lời này. Mọi người ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới Lý thành chủ sẽ nói như vậy. Vạn nhất Diệp Thần đánh chết không thừa nhận, chẳng lẽ Lý thành chủ cũng không dự định ra tay. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Thần cử động hay là để cho mọi người hô hấp bình ở. Không sai, ta nói qua, Viên gia hôm nay ta tất diệt. Diệp Thần đối mặt hai người Hỗn Nguyên cảnh, căn bản không sợ. Tiểu tạp trùng, cuồng ngông. Viên sát trên mặt một cơn tức giận, hắn Viên gia mặc dù không phải là phía trên đảo bá chủ, nhưng cũng không phải ai cũng có thể ở bọn họ trước mặt ầm ĩ.
Bọn họ Viên gia tôn nghiêm, không cho khiêu khích. Viên Sát trực tiếp ra tay, ở một bên Lý thành chủ cũng chỉ tốt xông tới. Dẫu sao Viên gia ở hắn phủ thành chủ xảy ra chuyện tình. Hắn cấp cho Viên gia một câu trả lời. Nếu không hắn một cái thành chủ, cũng không tốt hơn. Đối mặt hai vị cường giả ra tay, Diệp Thần như núi bất động. Trong mắt nhắm lại. Ngay tại hai cổ lực lượng muốn đánh vào đến Diệp Thần thời điểm. Diệp Thần trong mắt đột nhiên mở ra. Bước chân đạp một cái. Sau đó một chữ khạc ra, cút. Giờ khắc này, ma khí cuộn sạch. Cuồng phách đợt khí cực nhanh phun trào. Viên Sát cũng tốt, Lý Thành Chủ cũng tốt, chỉ cảm thấy hô hấp đình trệ. Cực kỳ uy áp kinh khủng bao phủ bọn họ. Rồi sau đó, bọn họ thân thể bay rớt ra ngoài. Hung hãn nện xuống đất. Không một ngoại lệ, toàn bộ đều ngất đi. T. Tất cả mọi người tại chỗ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chữ giết người. Đây rốt cuộc là thực lực gì? Trần Linh bên người tại sao có thể có cường giả như vậy? Long Thiên Thành cả người sắc mặt, tựa như và ăn cứt như nhau, cái này Diệp Thần chiến lực, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Diệp Thần chiến lực, tại tất cả trước mặt người đều là một điều bí ẩn để. Cút tới đây. Diệp Thần vẻ mặt lạnh như băng, một câu nói để cho Long Thiên Thành, hai chân không khống chế được, ngay tức thì quỳ sụp xuống đất mặt. Đại nhân, cầu ngươi tha ta cũng không dám nữa. Long Thiên Thành quỳ trên mặt đất, bịch bịch dập đầu. Trên trán mặt thậm chí máu tươi chảy ra. Chỉ bất quá ở Long Thiên Thành bên trong đôi mắt tràn đầy oán độc, hắn thề chỉ cần có thể tránh được một kiếp, đến lúc đó mời phụ thân ra tay tiêu diệt Diệp Thần. Cái này một loạt sự việc thình lình thay đổi, để cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Mới vừa công tử văn nhã Long Thiên Thành bây giờ quỳ xuống đất không ngừng cầu xin tha thứ, những cái kia hỗn nguyên cảnh ngã xuống mặt đất sống chết không biết. Đây hết thảy, đều cùng trước mắt Trần gia người làm có quan hệ. Yên tâm, ta bây giờ sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt Viên gia và Long gia như thế nào tiêu diệt. Diệp Thần đi tới Long Thiên Thành trước mặt, một cước chấn vỡ hắn kinh mạch. À, giết heo giống vậy tiếng gào, ở toàn bộ đại điện vang lên, mọi người vây xem, cả người không nhịn được đánh run một cái, thậm chí có chút không chịu nổi người. Hai chân cũng đang không ngừng run rẩy. Ở bọn họ trong mắt, Diệp Thần hoàn toàn chính là một cái người điên và ma quỷ. Diệp Thần một cái tay bắt Long Thiên Thành cổ áo, giống như bắt chó chết như nhau bắt lại. Đau đớn kịch liệt, đã để cho Long Thiên Thành hoàn toàn chết lặng, dù là hắn không chết, một thân tu vi vậy bị phế. Muốn chữa khỏi căn bản không có thể. Trần Linh, có không có hứng thú và ta đi. Diệp Thần đi tới Trần Linh trước mặt. Trực tiếp mở miệng nói. Hắn đã quyết định chuẩn bị rời đi, Viên gia và Long gia hắn phải tiêu diệt, nếu không một khi hắn sau khi rời đi, Viên gia và Long gia nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết ở Trần gia và Trần Linh trên mình. Diệp Thần mặc dù đối với Trần gia không có vấn đề, nhưng là Trần Linh nói thế nào, cũng coi là hắn một người bạn. Thời khắc này Trần Linh cũng sớm đã xem ngây ngô, nghe gặp Diệp Thần thanh âm, cổ cứng ngắc gật đầu một cái. Nàng ban đầu tìm tới người làm, lại có thể một chữ trong nháy mắt giết hai cái hỗn nguyên cảnh. Dù là bọn hắn Trần gia lão tổ cũng không thể nào làm được bước này. Trần Linh nội tâm, đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Diệp Thần nhìn Trần Linh dáng vẻ, cũng không nghĩ nhiều. Một cái tay nắm Long Thiên Thành, cái tay còn lại dắt Trần Linh, từng bước một đi tới Viên gia. Giờ phút này Viên gia đèn đuốc sáng rực, cũng không biết. Một tôn sát thần đã từng bước một đi tới. Oanh! Diệp Thần cầm Long Thiên Thành ném trên mặt đất, tay cầm hỗn nguyên tiên khí, một kiếm trực tiếp chặt đứt Viên gia cửa. Người nào, dám ở ta Viên gia cản rỡ? Ở trong một cái chớp mắt này, Viên gia mọi người đều cảm giác được một cổ sát ý, năm tên hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp trưởng lão trực tiếp phóng lên cao. Một tên tiểu tử mà thôi, tự tìm cái chết. Viên gia trưởng lão còn tưởng rằng là một người hợp đạo cảnh cường giả, ai biết tới là một người thanh niên, nhất thời trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Một cái căn cốt 20 hơn tuổi tiểu tử mà thôi, bọn họ tiện tay có thể diệt. Đáng tiếc bọn họ cũng không nhìn thấy phủ thành chủ trong đại điện mặt sự việc, nếu không cũng sẽ không như vậy khinh thị Diệp Thần. Diệp Thần không có lời nói,
quanh người hắn canh kim khí, không ngừng từ trong cơ thể tràn ra. Trần Linh khi thấy một màn này, rốt cuộc rõ ràng liền cái gì. Diệp thần trong cơ thể lại có thể cũng có canh kim. Nàng đối với Diệp thần hảo cảm hoàn toàn đến từ trong cơ thể canh kim. Cùng thời khắc đó, chung quanh vô tận khí lạnh vậy điên cuồng xông ra. Hàn băng kiếm quyết. Diệp thần khóe miệng bên trong lẩm bẩm nói nhỏ, kinh khủng khí lạnh, làm cho cả viên gia cũng đang không ngừng đóng băng. Kinh khủng khí lạnh, để cho năm tên viên gia trưởng lão, nhướng mày một cái. Cái này hàn băng quy luật, để cho bọn họ cảm nhận được một cổ uy hiếp chí mạng. Không tốt, mau ra tay. Viên gia năm tên trưởng lão, lúc này mới phản ứng được, mà bây giờ mới phát hiện, quá muộn. Diệp thần giơ tay lên, một cái bình thường hỗn nguyên tiên khí, ở trong tay hắn bộc phát ra ánh sáng sáng chói, làm cho cả trời cao, ông ông tác hưởng. Vốn là im lìm trời nóng khí, lại để cho người cảm nhận được dùng mình. Diệp thần một kiếm hạ xuống, nháy mắt phương hoa. Vào giờ khắc này kiếm quang còn chưa tới viên gia trước mặt trưởng lão, nhưng bọn họ 5 người, trực tiếp bị đóng băng ở. Đứng ở nơi đó, giống như mục tiêu sống như nhau. Một kiếm hạ xuống, 5 cái đầu người, ầm ầm rơi xuống đất, không chỉ như vậy, toàn bộ viên gia từ bên trong, bị một kiếm chém ra một đạo liệt ngân. Long Thiên Thành ở Diệp Thần bên cạnh, thấy một màn này, không biết nên nói cái gì. Hắn lấy là mình là trời kiêu, nhưng mà và Diệp Thần so với, liền phế vật cũng không tính. Một kiếm này phương hoa, ở lại Long Thiên Thành trong nội tâm, cả đời tâm ma, không cách nào quên mất. À, người cái tiểu tạp chủng. Lúc này, viên gia lão tổ từ bên trong phòng bay về phía trời cao, hắn cả người sắc mặt giận dữ. 5 tên hỗn nguyên cảnh trưởng lão, toàn bộ đều bỏ mình, để cho viên gia, tổn thương nguyên khí nặng nề, muốn khôi phục phong thái của ngày xưa căn bản không có thể. Diệp thần nghe gặp viên gia lão tổ nói, thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Viên gia lão tổ giận khí công tâm, một búng máu phun ra, không nói thêm gì nữa, trực tiếp xông về Diệp thần. Bây giờ Long Thiên Thành cầm tất cả hy vọng cũng ký thác vào viên gia lão tổ trên mình. Dẫu sao viên gia lão tổ nhưng mà có hỗn nguyên cảnh tầng 8 thiên thực lực, nói không chừng có thể chém chết Diệp thần, đến lúc đó hắn mới có thể sống. Đáng tiếc cái ý nghĩ này mới ra tới, trong nháy mắt đã bị đánh hồi nguyên hình. Chỉ gặp Diệp thần một kiếm chém ở viên gia lão tổ trên bụng mặt, kinh khủng hàn băng quy luật, ăn mòn viên gia lão tổ thân thể. Oanh! Hàn băng quy luật tràn vào viên gia lão tổ trong thân thể, trực tiếp cầm hắn ngũ tạng lục phủ đông lại. Ở đông lại trong nháy mắt, trực tiếp nổ tung, viên gia lão tổ chết không toàn thây. Ở một bên nhìn Long Thiên Thành, cũng sắp muốn sụp đổ, Diệp thần vì sao mạnh như vậy? Tiếp theo, chính là các ngươi Long gia. Long Thiên Thành không nói lời nào, đối mặt Diệp thần hắn chỉ có sợ hãi sâu đậm. Có lẽ Diệp thần thật có thể một người tiêu diệt Long gia. Cái ý niệm này chớp mắt qua, Long Thiên Thành liền hung hăng dập tắt, bọn họ Long gia nhưng mà có hợp đạo thần quân, coi như là Diệp thần lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là hợp đạo cảnh đối thủ. Long gia khoảng cách không xa, dựa vào Diệp thần tốc độ, 10 phút là có thể đến, bởi vì Trần Linh quan hệ, mới thả chậm tốc độ. Sau nửa giờ, Diệp thần đi tới Long gia phía trên, không nói câu nào tay cầm hỗn nguyên tiên khí, trực tiếp một kiếm chém ra đi. Oanh! Trong đêm tối mặt, một đạo kinh khủng tiếng nổ, không biết để cho bao nhiêu người, từ trong mộng thức tỉnh. Long gia lão tổ, cút ra đây. Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt hỗn nguyên cảnh, hắn cũng lười cho ra tay. Toàn bộ vương thành người, toàn bộ đều nghe gặp Diệp thần gầm thét. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, rốt cuộc là người nào, dám đi trêu chọc Long gia. Tiểu bối, ngươi tự tìm cái chết. Một người mặc đạo bào, cả thân khí thế đạt tới thực lực kinh khủng ông già xuất hiện, chính là Long gia lão tổ, cũng là làm đại tộc trưởng, có hợp đạo cảnh tầng trời một thực lực. Phụ thân, nhanh lên một chút cứu ta. Long Thiên Thành thấy mình phụ thân đi ra, vội vàng mở miệng. Giờ khắc này, hắn chỉ hy vọng để cho phụ thân cứu ra, còn như và Diệp thần là địch, hắn liền dũng khí xuất thủ cũng không có. Cũng sớm đã bị Diệp thần hù được cả người run rẩy. Tiểu súc sinh, buông ta ra nhi tử, ta có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Long Khiếu vừa thấy là có thể nhìn ra,
mình nhi tử đã bị phế, muốn khôi phục thực lực, sợ rằng cũng không quá có thể. Ha ha! Diệp Thần cười lạnh một tiếng, lại không có nói tiếp, ngược lại trong tay hỗn nguyên tiên khí, bộc phát ra ánh sáng. Hôm nay ta không thích, cho nên diệt ngươi Long gia. Diệp Thần tay cầm hỗn nguyên tiên kiếm, trực tiếp xông tới, khí thế toàn thân trực tiếp bộc phát ra, cả thân lực lượng phun trào. Đối mặt hợp đạo cảnh Long khiếu, Diệp Thần cũng không có khinh thường. Giết! Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xông lên đi giết. Lúc này Long khiếu cầm ra một chuôi hai lưỡi, đặt ở trên cánh tay mặt. Tự tìm cái chết, hợp đạo cảnh dưới, tất cả là con kiến hôi. Long khiếu cả người xông tới, Diệp Thần hai tay cầm kiếm, nâng lên cánh tay, hỗn nguyên tiên kiếm trực tiếp từ Long khiếu phía trên đỉnh đầu rơi xuống. Long khiếu cả người mặt không đổi sắc, giờ phút này hắn trong lòng, căm giận ngút trời. Chỉ gặp hắn nâng lên cánh tay, dùng hai lưỡi đón đỡ ở Diệp Thần hỗn nguyên tiên kiếm. Hàn băng kiếm quyết. Một kiếm ra, đóng băng vạn dặm. Diệp Thần trong cơ thể lực lượng, điên cuồng tràn ra, kinh khủng lực bộc phát, làm cho cả trời cao, loáng thoáng đều run rẩy. Long khiếu thần sắc ngưng trọng, hắn đã phát hiện Diệp Thần là hỗn nguyên cảnh. Nhưng mà một cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên có thể làm đến bước này, đã để cho hắn cảm giác được vẻ nguy hiểm. Máu nhận chém. Long khiếu trên thân thể mặt, một cổ huyết sắc hơi thở bao vây, kinh khủng huyết khí tràn ngập ở chung quanh. Thậm chí liền trên bầu trời phương mặt trăng, đều có một cổ yêu dị cảm giác. Ông vo ve. Trời cao điên cuồng phun trào, Long khiếu nâng lên cánh tay, chiến nhận trực tiếp chém ra đi. Sáng chói cực hạn máu nhận. Chớp mắt liền tới đến Diệp Thần bên người. Oanh oanh! Hai người đụng vào nhau, truyền tới đinh tai nhức óc tiếng vang. Va chạm kết thúc bây giờ, Diệp Thần bóng người đã tới Long khiếu trước mặt. Ở đi tới Long khiếu trước mặt trong nháy mắt, Diệp Thần đúng cái cánh tay của người, bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay cầm chặt thành quyền. Một đấm trực tiếp đánh phía Long khiếu gò má. Phịch! Một quyền này đầu! Để cho Long khiếu cả người cũng ứng phó không kịp. Long khiếu cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Diệp Thần ở trên không trung xông tới, đi tới Long khiếu phía dưới, một cước đá về phía hắn bụng. Tự tìm cái chết. Long khiếu vặn xoay người, một quyền oanh đánh ra. Diệp Thần ngón tay cầm Long khiếu quả đấm, một cái tát lên đã qua. Bót! Một tát này đi xuống, để cho Long khiếu ngắn ngủi ngẩn ra. Không chỉ có Long khiếu, dù là Long Thiên Thành vậy trợn tròn mắt, hắn phụ thân hợp đạo thần quân, để cho một tên tiểu tử cho một cái tát. Long Thiên Thành chỉ cảm thấy cả thế giới đều thay đổi, lúc nào Trần gia người làm như vậy hung hãn. Tiểu súc sinh, ta nhất định phải để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Long khiếu cặp mắt đỏ bừng, lần này hoàn toàn nổ tung, trong cơ thể lực lượng căn bản là không khống chế được, điên cuồng xông ra. Nếu khôi phục, cũng nên cầm ra đã lâu bản cũ. Diệp Thần nhàn nhạt khạc ra một câu nói, sau đó trong tay xuất hiện diệt hồn thần ma thương, hướng Long khiếu phía trước một chút. Thương ý hóa thực, thương ý ở trên không trung quấn quanh. Hợp đạo cảnh mà thôi, hôm nay ta tất đổ sát. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, một nhát thương đâm đi ra ngoài, ở đâm đi ra trong nháy mắt, hắn cả người tựa như giống như là một chuôi thương. Cái này một thương, khủng bố khí thế ngập trời, trực tiếp phá hủy Long gia nhà. Toàn bộ Long gia đều biến thành phế tích, vạn năm bá chủ, khoảnh khắc bây giờ hóa thành hư vô. Chết! Diệp Thần chĩa vào Long khiếu sát khí, một nhát thương đâm vào Long khiếu trên bụng mặt. Cái này một thương, trực tiếp xuyên qua Long khiếu thân thể. Giờ khắc này, Long khiếu trên người khí thế, giống như bong bóng bị chích nổ như nhau, ngay tức thì thiết đi xuống. Hắn thân thể trực tiếp từ trời cao bên trong rơi trên mặt đất. Long gia, hỗn nguyên cảnh võ giả, nhìn một màn trước mắt, con người đỏ tươi, bọn họ Long gia thú bảo vệ ngã. Dù là có thể giết chết Diệp Thần, bọn họ Long gia ở hòn đảo này tự bá chủ vị, vậy hoàn toàn biến mất. Còn như Long Thiên Thành, cũng sớm đã hù được ngất đi, hắn biết Long gia xong đời. Đoạn đường này đi tới, Long Thiên Thành có biết. Diệp Thần chém chết hỗn nguyên cảnh và giết gà như nhau đơn giản. Long gia những thứ này hỗn nguyên cảnh còn chưa đủ Diệp Thần một người tàn sát. Diệp Thần từ trên trời cao đi tới trên đất,
một thương chuẩn bị trực tiếp giết chết Long Khiếu. Đừng, đừng giết ta, ta nói cho một mình ngươi liên quan tới yêu thánh bí cảnh bí mật. Long Khiếu lần này hoàn toàn nhận thua, Diệp Thần thực lực, xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Vốn là Diệp Thần muốn một bắn chết Long Khiếu, nghe gặp hắn nói yêu thánh bí cảnh bốn chữ, dừng bước. Hắn tới nơi này chính là vì yêu thánh bí cảnh. Nói đi, yêu thánh bí cảnh sự việc. Ta nói, ngươi có thể hay không tha ta một mạng. Diệp Thần khóe miệng hơi giơ lên, một món nụ cười châm chọc, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ ngươi, không có tư cách cùng ta trả giá. Nếu như không phải là yêu thánh bí cảnh, Diệp Thần khởi sẽ lưu hắn đến bây giờ. Ta biết một cái, có thể trước thời hạn tiến vào yêu thánh bí cảnh lối đi. Diệp Thần nhướng mày một cái, có thể trước thời hạn tiến vào. Bây giờ yêu thánh bí cảnh còn có chút thời gian mới biết lái khải, nếu như trước thời hạn tiến vào, đến lúc đó bảo vật há chẳng phải là hắn. Thậm chí còn có thể giúp Kỳ Lâm đạt được những thứ đó. Dĩ nhiên, Diệp Thần cũng không có bởi vì bảo vật, bị lạc cặp mắt. Long Khiếu nếu quả thật biết, hắn vì sao không đi vào, có thể tiến vào yêu thánh bí cảnh bên trong, hắn há là hợp đạo thần quân. Long Khiếu vừa thấy Diệp Thần không tin, vội vàng mở miệng nói, ta thật không lừa gạt ngươi, chỉ bất quá truyền tống trận có một đầu hợp đạo cảnh tầng 6 thiên yêu thú, ta căn bản không biện pháp đi vào. Trước kia Long Khiếu cũng nghĩ tới đi bên ngoài tìm người giúp. Bất quá hắn hợp đạo cảnh sơ kỳ, đến lúc đó tìm được tầng 7 thiên cường giả, bảo vật nơi nào còn có phần của hắn. Nói cho ta địa điểm, có thể tha ngươi một mạng. Diệp Thần hứng thú, hợp đạo cảnh tầng 6 trời, hắn mặc dù không nhất định có thể chém chết, nhưng là xông vào truyền tống trận bên trong, hẳn không có vấn đề. Cầu dầu sang trong nguy hiểm, hắn ở Tây vực đắc tội thế lực quá nhiều, căn bản đến người người kêu đánh bước. Nếu như núp ở Tây vực thế lực bên trong, nói không chừng sẽ bị phát hiện, đến lúc đó hắn liền khó thoát tai kiếp. Yêu thánh bí cảnh bên trong, không chỉ có hợp đạo cảnh có thể tiến vào, dù là tạo hóa cảnh cũng có thể. Bây giờ Diệp Thần mặt đối với những người này, căn bản không phải đối thủ, nếu như tiến vào yêu thánh bí cảnh trước thời hạn cướp đoạt cơ duyên. Nói không chừng yêu thánh bí cảnh mở, Diệp Thần cũng sớm đã bắt được truyền thừa. Long Khiếu vừa nghe. Diệp Thần có thể thả qua hắn, hơn nữa không dám có giữ lại chút nào. Đại nhân, ngay tại hướng đông nam hòn đảo chỗ sâu nhất, ở chỗ sâu bên trong có một cái vách đá. Ở vách đá phần đáy, thì có truyền tống trận, đại nhân, ngươi xem nên nói ta nói hết rồi, ngươi có phải hay không? Long Khiếu một mặt lấy lòng thần sắc, chỉ cần hắn không chết, hắn vẫn là hòn đảo này tự bá chủ, có thể hô phong hoán vũ. Còn như Diệp Thần. Long Khiếu biết tuyệt đối là từ bên ngoài tới. Thế giới bên ngoài cường giả, căn bản coi thường bọn họ hòn đảo, sợ rằng đưa cho bọn họ cũng không biết muốn. Yên tâm, ta tự nhiên nói chuyện giữ lời. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, một đạo huyết quang tiến vào Long Khiếu trong đầu, không tới trong chốc lát, Long Khiếu vẻ mặt đờ đẫn, sớm cũng chưa có bất kỳ suy nghĩ. Duy nhất ý tưởng, chính là phục tùng vô điều kiện Diệp Thần mệnh lệnh. Diệp Thần đích xác không có giết hắn, bất quá như vậy cách làm, Long Khiếu so chết còn muốn tàn nhẫn. Sau này, người chỉ cần nghe theo Trần Linh mà nói, dù là chết vậy phải bảo vệ Trần Linh. Bây giờ một cái hợp đạo cảnh sơ kỳ thần quân, Diệp Thần căn bản coi thường, vậy không phát huy ra tác dụng gì, còn không bằng dùng để bảo vệ Trần Linh. Dạ, chủ nhân. Long Khiếu cơ giới giống vậy thanh âm mở miệng, toàn bộ ánh mắt, không có bất kỳ thần thái. Lúc này, Long Khiếu đi tới Trần Linh sau lưng, đứng ở nơi đó một hơi một tí. Vừa mới bắt đầu Trần Linh còn có chút sợ hãi, bất quá thấy Long Khiếu cũng không có động tác, mới hoàn toàn yên tâm. Diệp Thần sờ một cái Trần Linh đầu, xem ra, ta muốn đi trước thời hạn. Đây coi như là cho ngươi phần thứ hai lễ vật. Diệp Thần, phần lễ vật này quá lớn, ngươi vẫn là thu trở về đi thôi. Trần Linh mặc dù tuổi không lớn lắm. Bất quá vậy không phải người ngu, Diệp Thần làm như vậy, hoàn toàn là bảo vệ nàng. Sơ kỳ hợp đạo thần quân, đối với ta lại nói cũng không có tác dụng, cái này ngươi cứ cầm đi. Diệp Thần nói xong, căn bản không cho Trần Linh phản bác. Trần Linh không biết nên báo đáp thế nào Diệp Thần, do dự mấy giây, vẫn là lấy xuống mình nhẫn chữ vật, cực kỳ nghiêm túc đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần,
cái này nhẫn chữ vật một mực đi theo ta, ta không cách nào phá rõ ràng cấm chế bên trong, vẫn không có mở ra. Hơn nữa, cái này nhẫn chữ vật và trong cơ thể ta canh kim đều là tới từ cùng một người. Ta muốn đối với ngươi nhất định hữu dụng, ngươi nhất định phải nhận. Diệp Thần gật đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều. Hắn kiểm tra một chút nhẫn chữ vật, hơi ngẩn ra, lại có thể thật sự có cấm chế cường đại. Chỉ bất quá cấm chế này hắn căn bản không phá nổi. Diệp Thần không dự định tra cứu, tiện tay liền đem nhẫn chữ vật ném nhập luân hồi mộ địa bên trong. Sau đó cáo từ rời đi. Nhưng mà, Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới, Trần Linh cái đó nhẫn chữ vật khi tiến vào luân hồi mộ địa nháy mắt lại thả ra một đạo chói mắt quang. Luân hồi mộ địa tòa kia có thể dẫn động đại năng mộ bia bên trong, một đạo kinh ngạc thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao có thể, vậy trong nhẫn chữ vật lại sẽ có món đồ kia? Tiểu tử này cơ duyên, cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Vật này đã biến mất mấy chục ngàn năm, cuối cùng lại lấy loại phương thức này đến tiểu tử này trên tay. Cái này Trần gia sợ rằng ở thời kỳ thượng cổ vậy không đơn giản. Nói xong, một cổ lực lượng vô hình phun trào. Chiếc nhẫn kia liền hướng mộ bia phương hướng lưu động đi. Cái này một đêm, chu vi trăm dặm võ giả, đều nghe gặp tiếng kêu thê thảm. Ngày thứ hai truyền tới tin tức, xưng bá vạn năm long gia bị diệt. Một cái tên là Diệp Thần người đàn ông, một đêm bây giờ cầm toàn bộ long gia tiêu diệt. Ngay sau đó lại truyền tới tin tức, Trần gia có hợp đạo thần quân con rối, trong nháy mắt. Trần gia địa vị nước lên thuyền lên. Các phe hòn đảo thế lực, cầm đắt giá bảo vật, muốn kết giao Trần gia. Không chỉ có như vậy, hợp đạo cảnh con rối nắm ở Trần Linh trên tay, gia chủ Trần gia, lập tức tỏ rõ, hạ một đời gia chủ chính là Trần Linh. Không biết bao nhiêu người muốn gặp được Trần Linh một mặt, dẫu sao kết giao tốt Trần Linh, tương đương với kết giao một vị thần quân. Diệp Thần nói tạm biệt Trần gia sau đó. Một thân một mình đi hướng đông nam. Bây giờ dựa vào hắn tốc độ đi đường, vậy dùng một ngày thời gian. Màn đêm buông xuống, Diệp Thần một thân một mình đi tới vách đá phía trên, nơi này chính là Long Khiếu nói địa phương. Gió tà gào thét, giống như ác quỷ ở lấy mạng. Đồ nhi, chính ngươi một người phải cẩn thận, ta luôn cảm giác phía dưới có chút tà môn. Tiêu Diêu thần quân có thể cảm nhận được một tia linh hồn run rẩy. Cái này phía dưới vách đá, sợ rằng có cái gì người không nhận ra đồ. Sư tôn, ta sẽ chú ý. Diệp Thần cau mày, nhìn một cái vách đá, trực tiếp nhảy xuống đi. Hô 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 hô. Gió tà từ Diệp Thần bên tai thổi qua, không biết đã qua bao lâu, hắn thấy một tia ánh sáng. Phịch. Diệp Thần đứng trên mặt đất, vốn là muốn dùng thần thức tới tra liếc mắt nhìn bốn phía, nhưng phát bây giờ chỗ này, hoàn toàn không tới. Trong này phảng phất có cái gì quấy nhiễu thần thức đồ. Diệp Thần theo dựa vào chính mình ánh mắt, chỉ có thể thấy phía trước một chút. Ở phía trước phương, khói mù lượn lờ, chỉ có thể thấy rõ một chút đường. Nếu đã xuống, Diệp Thần cũng không khả năng trở về nữa, cắn răng một cái hướng phía trước đi tới. Diệp Thần ở chỗ này, cũng không biết đã qua nhiều ít thời gian, nhìn một mắt phía trước, phát hiện một phiến hắc ám. Ngay tại Diệp Thần đi hai bước sau đó, đột nhiên nghe gặp xào xá thanh âm. Đồ nhi, ngươi cẩn thận điểm, có đồ ở hướng ngươi đến gần. Diệp Thần hơi ngẩn ra, nhìn lướt qua sau lưng, ngay tức thì phát hiện mấy đạo tà khí bao gồm cự thú đang đến gần. Canh kim khí, dậy. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần quanh thân hiện lên kim quang chói mắt. Những cự thú kia tựa như thấy được cái gì kinh khủng đồ, ngay tức thì lui về phía sau. Diệp Thần cũng không để ý sẽ, tiếp tục đi tới trước, cho đến hắn thấy có một nơi hang núi. Không chỉ có như vậy, trong sơn động bất chấp rất nhỏ ánh lửa. Bên này yêu thú rất nhiều, nhưng là chung quanh sơn động, lại không có một cái yêu thú đã qua. Tựa hồ sợ đụng phải cái gì cấm kỵ giống như vậy. Diệp Thần không do dự nữa, lựa chọn trực tiếp xông tới. Một vào sơn động bên trong, một ít con rơi ở phía trên bay lượn. Từng bước một đi tới đến gần ánh lửa vị trí. Lúc này, Diệp Thần thấy, một cái lôi thôi lão đầu, dựa vào đống lửa. Diệp Thần một mắt là có thể nhìn ra, lão đầu này trên mình, không có bất kỳ khí tức gì lưu động, hoàn toàn chính là một cái người phàm.
Một ông cụ xuất hiện ở hang núi, để cho Diệp Thần không nghĩ ra, bất quá có thể làm cho yêu thú không dám đến gần, lão đầu này tuyệt đối không giống bề ngoài như thế đơn giản. Lão đầu tựa hồ căn bản không có phát hiện Diệp Thần, ngồi ở bên cạnh đống lửa, một hơi một tí. Làm Diệp Thần đi tới, mới nhìn thấy lão đầu gò má. Trên gò má của hắn mặt, rậm rạp chằng chịt vết đao, dáng vẻ dị thường khủng bố. Diệp Thần vừa định chào hỏi, lão đầu kia đột nhiên ngẩng đầu lên, tiếng trầm thấp vang lên. Ngươi chính là Diệp Thần đi. Diệp Thần ngẩn ra, trong mắt trợn to. Hắn không có nói qua bất kỳ nói, ông già làm sao biết hắn thân phận. Không cùng Diệp Thần mở miệng, ông già lại nói, vì chờ ngươi, lão phu ở chỗ này nán lại vạn năm. Thời khắc này Diệp Thần nghe được lời của lão giả, giống như gặp quỷ vậy. Đối phương không chỉ biết mình tên chữ, lại là chờ đợi vạn năm. Tiên tri biết trước, vận mạng hắn không phải trời đạo đều không cách nào tra xem mà, tại sao cái này ông già có thể biết? Chẳng lẽ người này so Vĩnh Hằng Thánh Vương thế mạnh hơn? Nếu đã tới, vậy thì ngồi đi. Lão đầu khàn khàn thanh âm mở miệng, nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thần nghe gặp lời của lão đầu, vậy không do dự trực tiếp ngồi ở bên cạnh đống lửa. Hắn trong lòng chân thực có quá nhiều nghi ngờ, do dự mấy giây, liền đối với ông già chắp tay nói, tiền bối, không biết xưng hô như thế nào. Ông già vẫn không có phản ứng, bất quá thanh âm đạm mạc vẫn là vang lên. Ta là ai, ta cũng không biết ta là ai. Thời gian quá lâu, ta tên gì cũng sớm đã quên. Diệp Thần ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ông già, cũng không vòng vo, nói thẳng, tiền bối biết ta tên chữ, lại chờ đợi ta vạn năm, kết quả là bởi vì cái gì? Giờ khắc này, ông già đưa tay ra, vậy gầy đét tay đến gần đống lửa, ngọn lửa lại biến ảo thành một đạo đặc thù hình dáng. Phảng phất là một đầu rồng lửa đang gầm thét. Côn Lôn hư Diệp gia khá tốt. Diệp Thần ngẩn ra, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có thể cũng biết Côn Lôn hư. Hắn chế trụ nội tâm khiếp sợ, trả lời, hết thảy đều tốt. Ông già gật đầu một cái, vậy đến gần đống lửa năm ngón tay, bỗng nhiên hợp lại. Rồng lửa ngay tức thì tiêu tán, vô số tinh hỏa ánh sáng dần dần hội tụ thành một bức họa mặt. Trong hình, một viên vẫn thạch khổng lồ rơi xuống phàm trần. Vẫn thạch có thất thải ánh sáng, cả thế giới đều tựa như bị thất thải chiếu sáng. Vạn trượng bụi đất. Vô số yêu thú và võ giả ngay tức thì hóa là bột. Mà đến gần vẫn thạch một tòa kiến trúc nhưng không có phản ứng chút nào. Trên đó viết mấy cái giả dặn có lực chữ to. Côn Luân Diệp gia. Diệp Thần thấy cái này hình ảnh khẽ động, hắn đi qua Côn Luân hư Diệp gia, mặc dù đã sớm sa sút, nhưng là từ kiến trúc tới xem, và trong hình giống nhau như đúc. Mà đây vẫn thạch, Diệp Thần dám khẳng định, chính là viên kia trấn cổ thước kim vực ngoại vẫn thạch. Vậy chính là mình túi viên kia thần bí màu đen đá nguồn. Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì, ánh lửa tạo thành hình ảnh, bắt đầu động. Một cái tóc trắng cụ già đi ra, mặt mũi bây giờ lại và da da mình có mấy phần giống nhau. Tóc trắng cụ già nhìn trước mặt vực ngoại vẫn thạch, ngón tay bắt pháp quyết, hơi biến sắc mặt. Lại là ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lẩm bẩm nói, xem ra Côn Lôn hư Diệp gia bí mật vẫn là không giấu được. Chúng ta Diệp gia lại tránh, vậy không tránh khỏi số mệnh. Chúng ta Diệp gia nhất mạch, kéo dài hơi tàn đến đây, không để ý nữa sẽ bên ngoài đời ân oán, lại càng không muốn vậy đã từng là huy hoàng. Vốn cho là, hết thảy sẽ ở Côn Lôn hư biến mất, yên lặng, kết thúc. Nhưng là ta sai. Luân hồi chi kỳ, đại hạn buông xuống, Diệp gia cuối cùng phải đối mặt. Diệp gia máu này mạch chung cần người kéo dài và phát huy. Chung muốn đứng ra một người, mang cái này vực ngoại vật, chống lại lực lượng kia. Đạp bể tay cầm quyền lực trí cao cường giả. Ta Diệp gia từ không chịu thua, dù là ẩn núp nơi này, cũng sẽ có hậu nhân như tinh thần vậy chói mắt. Rung động luân hồi. Người nọ, nếu như tồn tại, liền lấy tên Diệp Thần đi. Hình ảnh hơi ngừng. Diệp Thần thân thể đang run rẩy. Hắn biết cái này thượng cổ Côn Lôn hư Diệp gia lão nhân nói là mình. Hắn túi màu đen đá cũng ở đây hơi lay động. Tựa như chứng kiến cái này một năm tháng. Nguyên lai tên ta từ đâu tới, là Diệp gia tổ tiên hy vọng ta như tinh thần vậy chói mắt, rung động luân hồi. Diệp Thần lẩm bẩm nói.
hắn tựa như chạm tới cái gì. Luân hồi mộ địa, huyết mạch hắn, cơ duyên, ra ra bày ra cục, vĩnh hằng thánh vương. Cái này rất nhiều đầu mối sâu vào một chỗ, Diệp Thần đại khái rõ ràng liền một ít thứ. Côn Lôn hư không đơn giản, Côn Luân Diệp gia càng không đơn giản. Diệp gia không biết từ địa phương nào chạy trốn tại Côn Lôn hư, kéo dài hơi tàn. Diệp gia ở các loại, cùng hắn xuất hiện. Cùng hắn mang Diệp gia quang vinh cùng với luân hồi mộ địa trở lại chỗ đó. Còn như chỗ đó ở nơi nào? Hắn còn chưa biết. Hắn nhìn về phía đống lửa ông già, nghiêm túc nói, tiền bối, ta Diệp gia rốt cuộc trải qua cái gì? Cất giấu dạng bí mật gì? Ông già lắc đầu một cái, đưa tay ra, ngươi tới đây. Nếu như ta không đoán sai, ngươi thần vương nói, bị trói buộc đi. Ngươi bây giờ mặc dù có hỗn nguyên cảnh tầng trời một hơi thở, nhưng là thật ra thì, ngươi không có trải qua vậy trận bước vào hỗn nguyên cảnh hạo kiếp. Không có chân chính lột xác. Luân hồi huyền bia vậy không có dễ dàng như vậy đạt được, đúng không? Diệp Thần trong lòng rung động đã chết lặng, chỉ có thể không ngừng gật đầu, lại là đến gần ông già. Ông già gầy đét ngón tay, tràn ra một giọt máu tươi, đè ở Diệp Thần ấn đường. Một giây kế tiếp, vậy nguyên bản trói buộc thần vương đạo lại khôi phục. Thậm chí có thể vận dụng. Ngươi thần vương nói, tạm thời khôi phục, nhưng là như muốn lên cấp, phải chờ ngươi trải qua vậy trận cuồn cuộn lôi kiếp sau đó. Muốn không được bao lâu. Còn nữa, luân hồi huyền bia là ngươi số mệnh ở giữa đồ, không dễ đạt được. Nhưng nếu là đạt được, được ích lợi vô cùng. Ngươi nhất định rất kỳ quái, vì sao bên trong cơ thể ngươi sẽ có luân hồi huyết mạch? Vì sao ngươi sẽ có được luân hồi mộ địa, cái này cùng Diệp gia bí mật có liên quan, ta bây giờ còn không cách nào nói. Ta nói Diệp gia, không phải Côn Lôn hư Diệp gia, mà là vậy để cho Thương Khung Thiên Đạo cũng sợ hãi tồn tại. Vậy 10 khối luân hồi huyền bia ở Linh Võ Đại Lục có rất nhiều truyền thuyết. Nhưng là chân chánh lai lịch, là Diệp gia ở lại chỗ này, là ngươi mà lưu. Làm ngươi đạt được 10 khối, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Ngươi thì có tư cách chạm được cái bí mật kia. Tốt lắm, ta sứ mạng hoàn thành, sau một đêm, ta liền sẽ tiêu tán ở mảnh thế giới này, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, liền làm ngươi chuyện nên làm. Ông già nói xong, lại nữa lời nói, nhắm mắt lại, cũng không lâu lắm liền nghe cảm thấy hơi tiếng hít thở. Diệp Thần cười khổ một tiếng, bất quá hắn vậy không quấy rầy ông già, dẫu sao hôm nay tin tức đủ hắn tiêu hóa. Hơn nữa ông già nếu trông nom mảnh đất này, liền thuyết minh yêu thánh bí cảnh, đối với hắn mà nói, tất nhiên là đại cơ duyên. Một đêm yên lặng, Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện ông lão thân thể bị vô số ánh sao bao trùm. Hắn con người đông lại một cái, hướng ông già khom người chào, chắp tay nói, đa tạ tiền bối vạn năm chờ đợi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hy vọng một ngày kia, chúng ta còn có thể gặp mặt. Bỏ mặc ông lão lai lịch như thế nào, rốt cuộc là thân phận gì, nếu đợi chờ mình vạn năm, theo lý một bái. Cùng Diệp Thần rời đi sau đó, ông già mới mở mắt ra. Nếu như Diệp Thần ở đây, nhất định sẽ cả kinh thất sắc, ông lão con ngươi, căn bản không phải loài người ánh mắt. Ông già con ngươi, lại là một vòng màu máu cong tháng. Nơi này phong ấn giãn ra, sợ rằng không kiên trì được bao nhiêu thời gian, còn như nơi khác phong ấn. Cũng khó mà chống đỡ, loạn thế kiếp nạn đến nhanh. Thằng nhóc thúi, bên trong cũng có người ở chờ ngươi. Ông già nói xong một câu nói này, tiếp tục nhắm mắt lại, tựa hồ hết thảy các thứ này đều cùng hắn không có bất luận quan hệ gì. Nhưng mà, mấy giây sau này, hang núi hết thảy đều biến mất. Ông già phảng phất từ tới cũng không có xuất hiện qua. Diệp Thần một đường thông suốt không trở ngại, đi nửa ngày thời gian. Mới phát hiện một cổ cực kỳ kinh khủng yêu thú hơi thở. Ở phía trước phương một đầu hợp đạo cảnh tầng 6 xích diễm ma long, thân cao trăm trượng, toàn bộ đầu rồng phun ra hơi thở nóng bỏng. Ở hắn phía sau 1000 mét, có một cái truyền tống trận. Diệp Thần nhìn chằm chằm phía trước, thấy truyền tống trận, bên trong đôi mắt có một tia nóng bỏng thần sắc. Xem tới đây chính là long khiếu trong miệng cổng vào, cái này ma long tuy là hợp đạo cảnh tầng 6 trời. Nhưng là chân chính bùng nổ lực lượng phỏng đoán tiên tôn đều không cách nào chống lại. Quả nhiên không như vậy dễ dàng. Nhưng là nếu như có thể trước thời hạn tiến vào yêu thánh bí cảnh bên trong,
hắn liền không cần bất chấp nguy hiểm to lớn. Ngươi có thể không có thể khống chế ở hợp đạo cảnh tầng 6 yêu thú. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến vậy mộ bia ở giữa đại năng có thể điều khiển yêu thú. Đối phương nếu lần trước nguyện ý giúp mình, lần này tự nhiên có thể. Nhưng mà lời hắn mới vừa nói ra, mộ bia bên trong liền truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng cút. Diệp Thần sờ một cái lỗ mũi, làm như không nghe. Bất đắc dĩ, Diệp Thần chỉ có thể tay cầm Hỗn Nguyên Tiên Kiếm không ngừng đến gần. Nhưng là ở Diệp Thần đến gần trong nháy mắt, xích diễm ma long hơi thở, trực tiếp phong tỏa hắn. Một cổ to lớn áp lực, thiếu chút nữa cầm Diệp Thần xương, cũng nghiền thành nghiền. Hống! Xích diễm ma long gầm thét một tiếng, thân thể to lớn bỗng nhiên xông tới. Sau lưng cái đuôi, quét về phía Diệp Thần. Trên đuôi mặt to lớn lực lượng tấn công tới, Diệp Thần mượn mặt đất, hai chân nhẹ cong, trực tiếp nhảy bắn lên. Ở nhảy cỡn lên trong nháy mắt, Diệp Thần hai tay cầm chặt Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, một kiếm trực tiếp chém vào ma long trên thân thể mặt. Làm! Một kiếm hạ xuống, liền xích diễm ma long ra cũng không có chém phá. Diệp Thần cau mày, cái này ma long phòng ngự chân thực quá mức cường hãn. Xích diễm ma long vừa quay người, nghiêng đầu dương ra máu tanh miệng lớn, muốn cắn xé Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt biến đổi, tay trái bắt xích diễm ma long đầu lâu, mùi máu tanh, để cho Diệp Thần thiếu chút nữa phun ra. Chanh! Diệp Thần một kiếm đâm về phía xích diễm ma long trong miệng, cái này một kiếm hạ xuống. Để cho xích diễm ma long phát ra bị đau gầm thét. Ở xích diễm ma long gầm thét thời điểm, Diệp Thần mượn cơ hội và nó kéo ra khoảng cách. Lúc này, xích diễm ma long trong miệng khạc ra một cái quả cầu lửa. Quả cầu lửa mang nóng bỏng nhiệt độ, dường như muốn để cho chung quanh hòa tan như nhau. Oanh! Mặt đất trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng, thật may mới vừa rồi Diệp Thần phản ứng tốc độ đủ mau, nếu không bây giờ đã là một người chết. Đột nhiên, Diệp Thần ấn đường truyền tới một hồi dị động. Một đạo nhàn nhạt u xanh ánh sáng thoáng qua. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn biết, đây là ác ma mắt giúp hắn. Ở u xanh ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt, xích diễm ma long, vốn là có linh tính ánh mắt, đổi được đờ đẫn. Không kịp do dự, Diệp Thần trực tiếp xông về sau lưng truyền tống trận. Ở khoảng cách truyền tống trận chỉ còn lại 3 mét thời điểm, một cái đuôi trực tiếp quấn lấy Diệp Thần thân thể. Trên đuôi mặt to lớn lực lượng, để cho Diệp Thần đau đến không muốn sống, một mặt thần sắc dữ tợn. Không nghĩ tới, xích diễm ma long tốc độ phản ứng nhanh như vậy, mới vừa rồi chỉ cần một hơi thở thời gian, hắn là có thể trực tiếp tiến vào truyền tống trận bên trong, đáng tiếc tốc độ vẫn là chậm một bước. Kim sát một đao chém. Diệp Thần trong tay sử dụng trường đao, hổ khổng lồ hư ảnh phun trào, một đao chém xuống. Cái này một đao chém về phía xích diễm ma long trên đuôi mặt. Phốc suy. Xích diễm ma long trên đuôi mặt toát ra máu loãng, nhưng lại không có buông Diệp Thần. Nó ở chỗ này nhiệm vụ, liền là thủ hộ truyền tống trận, vì không để cho người ngoài đi vào. Nghiệt xúc. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Đạo ý điên cuồng tràn ra, không ngừng đâm vào xích diễm ma long trong máu thịt mặt. Hống! Xích diễm ma long điên cuồng gầm thét, Diệp Thần bị cái đuôi bao gồm càng ngày càng chặt, thậm chí để cho hắn hô hấp cũng có một chút khó khăn. Ngay tại lúc này, một đạo long ngâm vang khắp. Một cái huyết long hư ảnh trực tiếp từ Diệp Thần trong cơ thể vọt ra. Xích diễm ma long hiển nhiên không nhớ đến một người loại trong cơ thể lại còn có huyết long. Còn không có cùng nó kịp phản ứng, cuồng bạo huyết long liền dương ra miệng to, dường như muốn đem xích diễm ma long chiếm đoạt. Chủ nhân, mau vào đi, nơi này giao cho ta. Diệp Thần nhìn một cái huyết long, biết đây cũng là huyết long cơ duyên, trực tiếp tìm đúng cơ hội, xông về truyền tống trận bên trong. Truyền tống trận pháp, vào giờ khắc này mở, Diệp Thần cả người thân thể hoảng hốt, biến mất ở xích diễm ma long bên cạnh. Cùng Diệp Thần một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, phát hiện đã tới một phiến xa lạ khu vực. Diệp Thần nhìn một cái bốn phía, phát hiện chung quanh toàn bộ đều là cao vút trong mây cây lớn. Hắn không biết nơi này có phải là yêu thánh bí cảnh bên trong, nhưng bây giờ nếu đã đi vào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Diệp Thần vốn là muốn ngự không phi hành, ai biết trong này lại có trọng lực quy luật, muốn bay lên căn bản không có thể.
Dọc theo đường đi Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là đi tới, đi một giờ chặng đường, hắn căn bản không có phát hiện thứ gì, chỉ bất quá ngược lại là gặp phải một ít yêu thú, bởi vì thực lực không cao duyên cớ, trực tiếp để cho Diệp Thần chém chết. Yêu thánh bí cảnh bên trong, vốn là có bản đồ, bất quá bị các phe thế lực lớn đuổi giết, Diệp Thần căn bản không kịp mua. Bây giờ đi tới một nơi địa phương xa lạ, cũng để cho Diệp Thần vô cùng nhức đầu. Thúc, người xem nơi đó, lại có một người. Vốn là Diệp Thần từng bước một đi, đột nhiên thấy phía bên phải có một cái cô gái. Cô gái cưỡi một con cự thú, ở cô bé bên phải, một người trung niên nam tử, thân cao hết sức khôi ngô. Diệp Thần thấy một màn này, cả người sững sốt một chút, yêu thánh bí cảnh bên trong chẳng lẽ còn có loài người sinh tồn. Hết thảy các thứ này hắn căn bản không biết, sớm biết nên hỏi một câu Lương Tuyết Nguyệt, yêu thánh bí cảnh bên trong, rốt cuộc là tình huống gì? Bây giờ được không? Hai mắt bôi đen, cái gì cũng không biết. Diệp Thần cảnh giác nhìn cô gái và người đàn ông trung niên, ai biết cái này hai người sẽ hay không đột nhiên ra tay. Người đàn ông trung niên hiển nhiên cũng là phát giác cách đó không xa Diệp Thần, nhướng mày một cái, bọn họ tộc ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức, đã không biết nhiều ít năm, vẫn là lần đầu tiên có người ngoài đi vào. Chẳng lẽ bọn họ tộc đã bại lộ? Người đàn ông trung niên sát ý ngưng tụ, hắn nhất định phải bắt cái này xa lạ người đàn ông, thật tốt hỏi. Thánh nữ, ngươi lui về phía sau một chút, người này giao cho ta đi đối phó. Người đàn ông trung niên tiếng nói vừa dứt, thấy cô gái lui về phía sau hai bước, mới hoàn toàn yên tâm lại, cả người bóng người chớp mắt, khoảnh khắc bây giờ liền tới đến Diệp Thần trước mặt. Ở đi tới Diệp Thần trước mặt trong nháy mắt thời điểm, cầm chặt quả đấm ầm ầm bây giờ rơi xuống, hơi thở cuồng bạo. Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện người đàn ông trung niên thực lực, chỉ bất quá hỗn nguyên cảnh cửu trọng thiên. Chỉ cần không phải hợp đạo cảnh hậu kỳ cũng hoặc là đỉnh cấp, dựa vào bây giờ Diệp Thần thực lực, căn bản cũng không tất lo lắng. Ở quả đấm rơi xuống thời điểm, Diệp Thần vậy không do dự, nâng lên cánh tay, cầm chặt quả đấm. Một đấm trực tiếp đánh ra. Oanh! Một đấm đi xuống, người đàn ông trung niên bóng người, nhất thời bay rớt ra ngoài. Thúc! Cô gái vừa thấy người đàn ông trung niên bay ra ngoài, vội vàng đi tới mặt của đối phương trước. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên cũng biết, mình căn bản không phải người trước mắt này đối thủ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, từ trong lòng ngực móc ra một cái đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu bay hướng bầu trời phía trên, trực tiếp bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Diệp Thần nhướng mày một cái, đột nhiên cảm thấy từng cổ một hơi thở, đang nhanh chóng xông lại. Nhìn một cái bên cạnh trung niên nam tử cô gái, Diệp Thần giơ chân lên, ngay tức thì xông tới. Cái cô gái này là thánh nữ, địa vị hẳn không thấp, bây giờ bắt cô gái, hắn vẫn có thể hỏi thăm một ít tin tức. Nếu không, hắn còn không có giải thích, tất nhiên sẽ bị chạy tới người tru diệt. Không tốt, thánh nữ ngươi chạy nhanh một chút. Người đàn ông trung niên cả người sắc mặt đại biến, nơi nào không nhìn ra Diệp Thần ý tưởng. Thánh nữ kịp phản ứng, vừa mới chuẩn bị rời đi, nhưng tốc độ ở Diệp Thần trước mặt, căn bản không đủ xem. Người đàn ông trung niên muốn ngăn cản Diệp Thần, nhưng mà để cho Diệp Thần một cước trực tiếp đạp bay ra ngoài. Hắn bây giờ có thể không có ở đây lãng phí ở người trung niên này nam tử trên mình. Diệp Thần một cái tay, trực tiếp bắt cô gái. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ bất quá vì để tránh cho không cần thiết phiền toái. Diệp Thần nói. Nhưng mà, cô gái giờ phút này hoàn toàn không nghe lọt. Nàng nổi giận đùng đùng nhìn Diệp Thần, lại là cắn một cái ở Diệp Thần trên tay. Cô gái thực lực không hề cao, làm sao có thể cắn động Diệp Thần ngón tay. Một miệng đi xuống, đau cô gái nhe răng toét miệng, thiếu chút xíu nữa cầm răng nàng tan vỡ. Người ngoại lai, nhanh lên một chút buông ra thánh nữ, ngươi như dám đả thương thánh nữ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần không nói gì, cái cô gái này địa vị càng cao, hắn có thể chạy trốn cơ hội càng lớn. Vào lúc này, từng đạo bóng người xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Thấy thực lực của những người này, Diệp Thần cả người nhướng mày một cái, thực lực của những người này, không chỉ có hợp đạo cảnh, dù là đứng đầu thần quân cũng tới. Cái này trong bí cảnh, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Người ngoại lai, nếu như muốn còn sống, buông ra thánh nữ.
Diệp Thần không có mở miệng, hắn bây giờ nếu như buông ra mà nói, sợ rằng cái đầu tiên chết. Ta vô tình xông vào nơi này, cũng không muốn và các ngươi là địch, ta muốn hỏi một chút, nơi này có phải là yêu thánh bí cảnh? Yêu thánh bí cảnh, nơi này cũng không phải là... Cầm đầu đứng đầu thần quân lạnh lùng nói. Làm Diệp Thần nghe gặp không phải yêu thánh bí cảnh, nhướng mày một cái. Nếu không phải yêu thánh bí cảnh, vậy hắn bị truyền đến nơi nào? Người ngoại lai, nếu ngươi không có ác ý, không bằng trước tiên ở chúng ta nơi này ở, yên tâm, một mình ngươi nho nhỏ hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, chúng ta chưa đến nỗi đối với ngươi đùa bỡn hoa chiêu. Bọn họ chủng tộc ở chỗ này, đã sinh hoạt 50.000 năm, thế giới bên ngoài, cũng không biết. Nếu như có thể, bọn họ sớm liền rời đi, bất quá bởi vì tổ huấn duyên cớ, một mực không dám bước ra đi. Người cái gọi là yêu thánh bí cảnh, hẳn là bên ngoài, muốn đi vào yêu thánh bí cảnh bên trong, nhất định phải đi qua tộc ta truyền tống trận. Diệp Thần không nói gì, ai biết buông cô gái sau đó, đứng đầu thần quân sẽ hay không đột nhiên ra tay. Bây giờ hắn cả người bị bao vây, hắn cũng không dám đánh cuộc, một khi đánh cuộc thua, chính là vạn kiếp bất phục. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thần nhìn trong tay cô gái thống khổ dáng vẻ, có chút không đành lòng. Dù sao đối phương là vô tội. Hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, có thể, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Nơi này Diệp Thần cuộc sống không quen, nhất định phải tìm được đáng tin gia tộc. Hơn nữa nơi này chủng tộc nếu có đứng đầu thần quân, hắn muốn dùng truyền tống trận đi ra ngoài, dùng tự thân lực lượng căn bản không đủ. Nếu như đứng đầu thần quân nuốt lời mà nói, Diệp Thần không ngại cá chết lưới rách. Mặc dù không có thể giết chết đứng đầu thần quân, vậy đủ để cho hắn thương cân động cốt. Diệp Thần buông cô gái sau đó, cô gái trực tiếp chạy đến đứng đầu thần quân sau lưng, sau đó hung tợn nhìn một cái Diệp Thần. Người ngoại lai, người theo ta đi thôi, phía trước chính là của chúng ta đền. Đứng đầu thần quân nhìn một cái Diệp Thần, ở chỗ này vạn năm, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện người ngoại lai. Hắn cố nhiên muốn đối với Diệp Thần ra tay. Nhưng là đầu óc bên trong nhưng có một giọng nói, để cho hắn mang Diệp Thần đi đền. Hắn chỉ có thể làm theo. Diệp Thần thấy đứng đầu thần quân không có ra tay, trái tim vậy thì để xuống tới. Sớm biết nơi này không phải yêu thánh bí cảnh, hắn thì không nên tin vào Long Khiếu nói. Bây giờ hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước. Dọc theo đường đi, Diệp Thần một mực theo ở sau lưng mọi người, không ngừng tra xét chung quanh tình huống. Diệp Thần vậy phát hiện nơi đây không lớn, trên căn bản không có quá nhiều tài nguyên. Những người này, cũng không phải là nhân tộc mà là yêu tộc, còn như rốt cuộc là cái gì yêu tộc, Diệp Thần cũng không biết. Yêu tộc biến thành loài người, cần đứng đầu huyết mạch, nếu không căn bản không được. Đi nửa giờ, Diệp Thần thấy một nơi tàn tạ đền. Đi vào bên trong, Diệp Thần phát hiện cũng không phải rất lớn, những thứ này yêu tộc và loài người không có khác biệt. Chúng ta là linh hoàng nhất tộc, ở chỗ này phương diện sinh hoạt vạn năm, ngươi là loài người thứ nhất. Lúc này đứng đầu thần quân mở miệng, từ mọi người trong miệng, Diệp Thần biết, cái này đứng đầu thần quân kêu Hồ Nham, cũng là linh hoàng nhất tộc bên trong một người trưởng lão. Làm Diệp Thần nghe gặp linh hoàng nhất tộc thời điểm, mặt liền biến sắc. Lời đồn đãi linh hoàng tộc cũng sớm đã diệt tộc, không biết ban đầu đắc tội cái gì thế lực, một đêm bây giờ không có người nào sống sót. Ở linh võ đại lục, linh hoàng tộc và vậy luyện hóa máu tươi viễn cổ hung thú thuộc về cùng cấp bậc. Chúng ta linh hoàng tộc nếu như không phải là bị một cái ông cụ thần bí cứu, chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể kéo dài hơi tàn nơi này. Hồ Nham một câu nói, để cho Diệp Thần hô hấp có chút nặng nề, trong nội tâm thậm chí có chút khiếp sợ. Xem ra cái này linh hoàng tộc trong miệng ông già, chính là bên ngoài vị kia. Chẳng lẽ những người này cũng cùng cái đó Diệp gia bí mật có liên quan. Ngươi trước theo ta đi gặp tộc trưởng, xem tộc trưởng như thế nào an bài ngươi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nếu đã tới người ta đại bản doanh, muốn chạy đi, sợ rằng không thể nào. Ở linh võ đại lục, trước kia từng có một câu nói, ở linh hoàng trước mặt, không nên nghĩ chạy trốn. Bọn họ tốc độ, mau đến mức tận cùng, không có người có thể từ linh hoàng trong tay chạy trốn. Diệp Thần đi theo Hồ Nham đi tới một nơi trong cung điện mặt, và Diệp Thần nói đôi câu, trực tiếp lui xuống đi. Toàn bộ cung điện không có bất kỳ canh phòng,
Diệp Thần mở ra cửa, thấy một người ông già ngồi ở phía trên. Mặc dù toàn thân không có toát ra bất kỳ hơi thở, bất quá lại để cho Diệp Thần cảm nhận được một cổ kinh khủng lực lượng. Nếu như ông già muốn giết chết Diệp Thần, chỉ cần nhất kích là có thể giải quyết. Ta là Linh Hoàng nhất tộc tộc trưởng, người có thể kêu ta Linh Lão, nếu ngươi là bên ngoài tới, hẳn là Linh Võ Đại Lục chứ. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, ở vách đá phía dưới, bên ngoài truyền tống trận mặt có một cái xích diễm ma long, không thể nào là trùng hợp, nói không chừng chính là Linh Hoàng tộc an bài. Ta Linh Hoàng nhất tộc, một mực chờ đợi một vị luân hồi đứng đầu, sẽ dẫn chúng ta giết về Linh Võ Đại Lục. Linh Lão một câu không đầu không não nói, để cho Diệp Thần có chút không hiểu nổi. Thấy Diệp Thần mê hoặc thần sắc, Linh Lão cầm ra một bản phong cách cổ xưa sách, trực tiếp ném ở Diệp Thần trên tay. Diệp Thần mở sách, thấy đầu tiên nhìn trực tiếp kinh hãi. Trang thứ nhất không có bất kỳ chữ, ngược lại là một bức họa xem. Bức họa ở giữa người, lại là Diệp Thần mình. Diệp Thần đè nén xuống nội tâm tâm tình, tiếp tục mở ra thứ hai trang. Thứ hai trang không có bức họa, chỉ là có mấy cái chữ mà thôi. Luân hồi đứng đầu, Diệp Thần, vạn năm sau đó dẫn tộc ta khôi phục cao nhất vinh quang. Diệp Thần trong đầu chỉ cảm thấy đang làm cười, vô duyên vô cớ hắn thành Linh Hoàng luân hồi đứng đầu, làm sao có thể. Đây là tộc ta, một vị có nghịch thiên thần thông cường giả, dựa vào tánh mạng mình tính ra. Linh Lão chậm rãi mở miệng, Diệp Thần nhưng không biết nên nói như thế nào. Linh Hoàng tộc trưởng, chưa đến nỗi dùng tiểu nhi khoa đồ, để gạt mình. Vận mệnh vật này, Diệp Thần một mực không tin, cái gọi là vận mệnh hẳn nắm ở trong tay mình. Có thể một vị nghịch thiên cường giả, ở hắn còn không có ra đời thời điểm, cũng đã tính ra Diệp Thần sẽ đi tới nơi này. Giờ khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy có một có loại cảm giác không thật. Bất quá có bên ngoài vị kia ông cụ thần bí bài học thất bại, Diệp Thần ngược lại cũng đón nhận thực tế. Linh Lão, ta có phải hay không luân hồi đứng đầu không biết, bất quá ngươi cũng biết, ta bây giờ chỉ bất quá hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, thực lực nhỏ, sợ rằng không thể làm được. Linh Hoàng ban đầu đắc tội cái gì thế lực, Diệp Thần không biết, bất quá tối thiểu cũng là đứng đầu gia tộc, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một. Hắn bây giờ một cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, đi và đứng đầu gia tộc đối nghịch, đó không phải là từ làm bậy không thể sống. Ngươi yên tâm. Chúng ta Linh Hoàng nhất tộc, sẽ chờ ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, mới sẽ chọn trả thù. Ở nơi này thời gian, chúng ta Linh Hoàng sẽ đem hết toàn lực phụ trợ ngươi. Nghe gặp Linh Lão mà nói, Diệp Thần cả người trầm mặc, nếu là có thể có Linh Hoàng phụ trợ, hắn tương đương với lại nữa một thân một mình, có mình thế lực. Linh Lão thực lực, ở Diệp Thần xem ra, thấp nhất đều là tiên tôn, có thể có được tiên tôn bảo vệ, hắn cũng không cần sợ Tây vực gia tộc. Chỉ khi nào đáp ứng Linh Lão, sau này sắp đối mặt, là đứng đầu gia tộc. Linh Lão, chuyện này ta cần phải suy tính một chút, ta muốn hỏi một chút, truyền tống trận ở nơi nào, ta muốn tiến vào yêu thánh bí cảnh, chờ ta từ yêu thánh trong bí cảnh trở về, sẽ trả lời cho ngươi. Bây giờ Diệp Thần mình không có thành lập thế lực dự định. Một khi đáp ứng Linh Lão, hắn sau này đối mặt kẻ địch càng cường đại hơn, mỗi đi một bước đều có thể là vực sâu vạn trượng. Linh Lão tròng mắt híp lại, do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được. Ngươi theo ta tới. Hy vọng ngươi từ yêu thánh bí cảnh đi ra, không muốn nuốt lời. Linh Lão mang Diệp Thần đi tới một tòa vô số trận đá đôi triệt địa phương. Trận đá bên trong ánh sáng rực rỡ lóe lên. Đúng rồi, những thứ này cho ngươi, ngươi có thể cần, liền coi đây là cho ngươi lễ ra mắt. Vậy bản công pháp. Chờ ngươi sau khi đột phá lại tu tập đi. Linh Lão cánh tay vung lên, một giọt máu tươi và một bản ố vàng cổ tịch chỉ như vậy rơi vào Diệp Thần trước người. Diệp Thần có chút mờ mịt, hắn có thể cảm giác đến máu tươi ở giữa lực lượng. Đây tuyệt đối là Linh Lão máu tươi. Linh Hoàng nhất tộc nhưng mà viễn cổ hung thú à. Và mình trước luyện hóa máu tươi không hai. Giá trị văn hoa. Lên đi, Linh Lão thanh âm già nua vang lên. Diệp Thần muốn nói cái gì, nhưng mà, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp cầm hắn đưa tới truyền tống trận. Sau đó, toàn bộ truyền tống trận kịch liệt run rẩy. Một giây kế tiếp, không gian biến dạng. Diệp Thần mở mắt ra, phát hiện hắn bị truyền tống trận đưa đến một phiến xa lạ khu vực,
chung quanh toàn bộ đều là nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Ngút trời sóng nhiệt, Diệp Thần mồ hôi trên người nước, cầm quần áo bị ướt. Hơi thở này, chắc là yêu thánh bí cảnh. Vậy linh hoàng tộc sự việc, luôn cảm giác có chút không đúng, cùng kết thúc nơi này rồi hãy nói. Diệp Thần nhìn chung quanh, toàn bộ đều là nóng bỏng nham thạch nóng chảy, mặt đất đều là màu máu đỏ. Bên trong nham thạch nóng chảy mặt bốc lên bong bóng nước, Diệp Thần phát hiện mình căn bản không có thể bay về phía hư không, hiển nhiên yêu thánh bí cảnh bên trong, vậy có hạn chế nhất định. Diệp Thần nhận ra được chung quanh cũng không có nguy hiểm gì, ngồi xếp bằng xuống, cầm ra vậy bản linh lão đưa cho hắn ố vàng sách, quỷ dị chính là, phía trên lại viết thần ma đổi. Bộ công pháp kia không có cấp bậc, bất quá lại có một cái nghịch thiên hiệu quả, chỉ cần lấy được máu yêu thú tươi, là có thể để cho tự thân ngưng tụ yêu thú hư ảnh. Hơn nữa nội dung bên trong lại và hổ thần sát có chút tương tự. Thậm chí giống như một người soạn viết. Hổ thần sát thiên về thân xác và lực lượng, mà thần ma thay đổi đặc thù. Như chỉ là biến ảo hư ảnh nói, cũng không có gì nghịch thiên chỗ, chủ yếu nhất đó là có thể thừa kế yêu thú hết thảy. Đây mới là thần ma đổi chân chính nghịch thiên chỗ. Xa nhau đang lúc, linh lão còn đặc biệt cầm ra tự thân một giọt máu tươi, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thần ma đổi nội dung bên trong, càng phát ra rung động, sáng tạo quyển công pháp này người, đơn giản là một cái kỳ tài. Bây giờ hắn đã có chút không kịp chờ đợi, cầm ra linh lão một giọt máu tươi, trực tiếp luyện hóa. Oanh! Máu tươi ở Diệp Thần trong cơ thể sôi trào, giờ khắc này, Diệp Thần dường như muốn bị cháy vậy. Trong cơ thể khí huyết đang điên cuồng cuồn cuộn, Diệp Thần không kịp do dự, trực tiếp vận chuyển công pháp. Cuồng bạo máu tươi, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn. Không thể không nói, Diệp Thần người tài cao gan lớn, vốn là linh lão để cho hắn sau khi đột phá lại dung hợp. Dẫu sao đây chính là viễn cổ hung thú máu tươi, một không cẩn thận liền sẽ tan thành mây khói. Diệp Thần da tràn ra máu loãng, cả người sắc mặt dữ tợn, cưỡng ép chịu đựng trong cơ thể đau đớn kịch liệt, không ngừng dụng công pháp, áp chế hơi thở cuồng bạo. Nếu không phải bởi vì công pháp xuyên cớ, Diệp Thần thân xác căn bản không chịu nổi, cũng sớm đã tự bạo. Diệp Thần cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy cả người đau xót, đầu ngây ngô dại dột. Hô! Diệp Thần mở mắt ra, bên trong đôi mắt lau một cái thần sắc vui sướng. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, đổi cả người quần áo sạch sẽ, khoảng cách yêu thánh bí cảnh mở còn có chút thời gian, hắn cũng không cần phải gấp. Dẫu sao nơi này liền hắn một cái. Oanh oanh oanh! Diệp Thần từng bước một đi tới trước nửa giờ, đột nhiên cảm giác được động đất núi đong đưa, hơi thở nóng bỏng, đập vào mặt. Cường đại cảm giác nguy cơ để cho Diệp Thần dừng bước, 2 phút sau đó, hắn rốt cuộc thấy một cái cả người tràn ngập ngọn lửa to lớn người đàn ông xuất hiện. Diệp Thần nhướng mày một cái, trước mắt cái này người lửa, rõ ràng cho thấy đến tìm mình. Lại có người trước thời hạn xông vào bí cảnh. Coi thường quy tắc con kiến hôi, tự tìm cái chết. Xích diễm người khổng lồ thấy Diệp Thần, một đấm cầm chặt, trực tiếp nện đi xuống. Ở nện đi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần lui về phía sau 2 bước, cảm nhận được xích diễm người khổng lồ thực lực, hẳn đạt tới hợp đạo cảnh tầng 2 thiên. Bây giờ Diệp Thần, đối mặt hợp đạo cảnh tầng 2 trời, cũng có đánh lại thực lực. Hơn nữa hắn muốn thử một chút linh lão cho hắn cái này công pháp, rốt cuộc như thế nào uy lực. Thần ma đổi. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, lúc này toàn thân phát ra một cổ đau đớn kịch liệt. Một đạo linh hoàng hư ảnh ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần sau lưng. Minh. Linh hoàng hư ảnh bay lên 100 mét, một đôi ưng chảo, tựa như lưỡi dao sắc bén vậy. Một đôi sắc bén trong mắt, tựa như có thể xuyên thấu hư không. Mà hết thảy các thứ này, Diệp Thần đều có thể cảm thụ. Hắn đứng tại chỗ, tựa như vậy linh hoàng hư ảnh chính là mình. Là hắn khống chế. Đồng thời, Diệp Thần phát hiện mình đan điền lực lượng lại đang cấp tốc tiêu hao. Giá phải trả cực lớn. Diệp Thần bây giờ mặc dù vẫn là hỗn nguyên cảnh tầng trời một thực lực, nhưng là thân xác và tốc độ đều được cực lớn nâng cao. Thân xác phương diện, tăng lên không cao. Nhưng là phương diện tốc độ đạt tới một cái trình độ cao nhất. Oanh! Linh hoàng hư ảnh thân thể, bỗng nhiên bây giờ xông tới, kinh khủng tốc độ đưa tới từng trận gió.
một móng vuốt đi xuống, linh hoàng hư ảnh bắt xích diễm người khổng lồ thân thể cao lớn. Một tiếng nổ, xích diễm người khổng lồ bả vai trực tiếp bị bắt bể. Một chảo này tử đi xuống, đã đạt tới hợp đạo cảnh một trọng thiên lực bộc phát. Xích diễm người khổng lồ bị đau nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng một hớp ngọn lửa phun ra ngoài. Ngọn lửa nóng bỏng, trực tiếp cháy linh hoàng hư ảnh. Diệp thần phun ra một ngụm máu tươi, con người bộc phát ra tức giận lửa giận, để cho linh hoàng hư ảnh buông xích diễm người khổng lồ bả vai, và xích diễm người khổng lồ trực tiếp kéo ra khoảng cách, ở kéo ra khoảng cách trong nháy mắt. Linh hoàng hư ảnh trên người từng cây một lông vũ, lại đi ra ngoài. Từng cây một lông vũ tựa như tuyệt thế lưỡi dao sắc bén vậy, bộc phát ra kinh khủng sắc bén. Vạn vũ hóa không. Linh hoàng nhất tộc thiên phú thần thông, ban cho mỗi một cây lông vũ kinh khủng bùng nổ, sau đó ở trong nháy mắt bộc phát ra đi. Mấy chục ngàn lông vũ trôi lơ lửng trên không trung, giống như từng chuôi lưỡi dao sắc bén. Oanh! Những thứ này lông vũ trực tiếp từ hư không bay về phía xích diễm người khổng lồ. Vèo vèo vèo! Từng đạo lông vũ xuyên thấu xích diễm người khổng lồ thân thể, lông vũ cắm vào xích diễm đổ sộ thân thể người thời điểm, ầm ầm bây giờ nổ. Xích diễm người khổng lồ thân thể ngay tức thì chia năm xẻ bảy. Diệp thần sắc mặt cực kỳ yếu ớt, sử dụng linh hoàng thiên phú thần thông, tiêu hao hắn phần lớn lực lượng. Cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là giá quá lớn. Còn nữa, nếu như đối mặt rất nhiều cường giả vây công, hắn bản thể cũng có thể bị thương. Xem ra cái này thần ma đổi không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng. Đột nhiên, Diệp thần phát hiện cái gì? Con người cực độ co rút lại. Vậy xích diễm người khổng lồ thân thể lại đang một chút xíu gây dựng lại. Không tới ba hơi thở thời gian, xích diễm người khổng lồ một lần nữa khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Diệp thần thấy xích diễm người khổng lồ gây dựng lại, cả người nhướng mày một cái, chẳng lẽ cái này xích diễm người khổng lồ căn bản giết không chết. Trong này hẳn là tràn đầy yêu thánh quy luật, nếu không xích diễm người khổng lồ căn bản không sẽ tồn tại, cũng sẽ không chết mà sống lại. Bất quá xích diễm người khổng lồ hơi thở suy yếu không thiếu. Đây là duy nhất tin tức tốt. Diệp thần trực tiếp cầm ra hỗn nguyên tiên kiếm, một kiếm bỗng nhiên chém xuống đi. Một đạo cực hạn kiếm quang, ầm ầm rơi vào xích diễm người khổng lồ trên mình, nhưng mà xích diễm người khổng lồ tựa như không biết đau đớn vậy. Thân thể không có chút do dự nào, xông về Diệp thần, ở đi tới Diệp thần bên cạnh một khắc, cầm chặt to lớn quả đấm. Quả đấm vào giờ khắc này trực tiếp rơi xuống, Diệp thần trực tiếp dùng hai cánh tay ngăn che. Oanh! Một đấm đi xuống, chấn động được Diệp thần cánh tay làm đau, nếu như không phải là bởi vì thân xác mạnh mẽ. Một quyền này đầu, cánh tay hắn xương đều phải nghiền. Hàn băng kiếm quyết. Diệp thần toàn thân bộc phát ra hàn băng quy luật, kinh khủng khí lạnh từ trong cơ thể hắn toát ra. Giết! Diệp thần nâng lên cánh tay, trong tay hỗn nguyên tiên kiếm, một kiếm bỗng nhiên chém ra đi. Một kiếm này phá vỡ bầu trời, chém ở xích diễm người khổng lồ trên thân thể mặt. Rắc rắc! Xích diễm người khổng lồ lần nữa nổ, đang nổ trong nháy mắt, Diệp thần từng kiếm một chém ra đi. Xích diễm người khổng lồ thân thể chỉ còn lại nhỏ hột. Diệp thần nhìn kỹ xích diễm người khổng lồ thân thể, phát hiện lại có một cái màu vàng điểm nhỏ. Thấy cái này điểm nhỏ, Diệp thần không do dự chém xuống một kiếm đi, vốn còn muốn gây dựng lại xích diễm người khổng lồ, lần này hoàn toàn chết hẳn, giờ phút này một cái màu vàng điểm sáng nhỏ, bay xuống ở Diệp thần trên cánh tay mặt. Diệp thần cánh tay toát ra một cái điểm vàng, tựa như một cái dấu vết. Diệp thần nhướng mày một cái, cũng không biết đây là cái gì. Bất quá có liền nhất định có tồn tại đạo lý. Cái này tiểu hoàng điểm đối với Diệp thần thực lực, không có ảnh hưởng quá lớn. Diệp thần một đường tiếp tục đi tới trước. Hắn biết mình không có tiến vào yêu thánh bí cảnh đất nòng cốt. Dọc theo đường đi, Diệp thần trên cánh tay mặt màu vàng điểm nhỏ điểm, xuất hiện hơn 10 cái. Vốn là mới vừa thời điểm bắt đầu Diệp thần còn không có cảm giác, bất quá theo trên cánh tay hắn tiểu hoàng điểm, càng ngày càng nhiều. Hắn có thể cảm nhận được, yêu thánh bí cảnh bên trong trọng lực, đối với hắn có hơi giảm thiếu. Cái này phiến dung nham khu vực rốt cuộc bao lớn, Diệp thần căn bản không biết, hắn đã đi nửa ngày thời gian, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi. Diệp thần nhìn phía trước núi lửa miệng, từng bước một đi tới,
đi tới núi lửa miệng bề ngoài. Diệp Thần phát hiện bên trong toàn bộ đều là nóng bỏng dung nham, lúc này hắn vốn là muốn rời khỏi, bất quá đột nhiên cảm nhận được một cổ kinh khủng nguy cơ. Giờ phút này dung nham phía dưới, đột nhiên toát ra một con rồng lửa, to lớn đầu rồng từ dung nham để nhô ra. Hô! Giờ khắc này, toàn bộ nhiệt độ bỗng nhiên bây giờ lên cao. Hống! Rồng lửa gầm thét, Diệp Thần thân thể hơi lui về phía sau hai bước, từ rồng lửa hơi thở có thể cảm thụ được. Cái này con rồng lửa chỉ ít tiên tôn thực lực, trước mắt Diệp Thần căn bản không phải đối thủ. Rồng lửa không có thuần túy thân xác, ngược lại là linh hồn thể, nhưng cũng không phải Diệp Thần có thể đối kháng. Rồng lửa thấy Diệp Thần một khắc kia, dương ra miệng to lớn, một hớp nóng bỏng quả cầu lửa phun ra ngoài. Quả cầu lửa phun ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Thần cả người thân thể trực tiếp bị phong tỏa, căn bản không có thể nhúc nhích. À! Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng, căn bản không có thể tránh thoát. Quả cầu lửa còn chưa tới, nhưng ngọn lửa nóng bỏng đã để cho Diệp Thần áo khoác, dần dần bốc cháy. Không chỉ có như vậy, hắn thân xác đổi được lửa đỏ, tựa như khoảnh khắc bây giờ là có thể cháy. Oanh! Quả cầu lửa trực tiếp nổ ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Phốc suy! Diệp Thần cả người thân thể bay rớt ra ngoài, áo khoác trực tiếp cháy. Một búng máu từ hắn trong miệng phun ra ngoài, Diệp Thần đứng lên, một kiếm chém ra đi. Ở chém ra đi trong nháy mắt thời điểm, Diệp Thần không có chút nào do dự, xoay người chạy trốn. Hắn mặc dù có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là tiên tôn cấp yêu thú khác, vượt xa cùng cấp bậc loài người, hắn bây giờ còn chưa phải là đối thủ. Ở Diệp Thần thời điểm chạy trốn, rồng lửa bóng người chớp mắt đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần thấy rồng lửa quanh quẩn trên không trung, cả người cười khổ một tiếng. Hắn muốn khả năng chạy trốn tính căn bản cũng không có, ai biết rồng lửa lại không chịu ảnh hưởng của trọng lực, có thể phi hành ở hư không. Cái này làm cho Diệp Thần có một loại muốn hộc máu xung động. Loài người hèn mọn, trước thời hạn xông vào bí cảnh, chết. Rồng lửa mở miệng nói chuyện, to lớn đuôi rồng, vung ở Diệp Thần trên thân thể mặt. Kinh khủng cự lực. Để cho Diệp Thần bay ra 4 đến 5 mét mới dừng lại, khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu loáng, Diệp Thần lau khô sau đó, ánh mắt nhìn chằm chằm rồng lửa. Nếu đã không có biện pháp chạy trốn, vậy thì chiến. Diệp Thần hỗn nguyên tiên kiếm nắm trong tay, sau đó một kiếm chém ra đi. Thời không kiếm quyết. Diệp Thần trong thân thể, thời không quy luật từ trong cơ thể hắn bùng nổ, nhưng là đối mặt đứng đầu thần quân rồng lửa, hai người chênh lệch vẫn là có chút to lớn. Các sư tôn, cho mượn ta lực lượng. Bây giờ Diệp Thần chỉ có thể liều mạng, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ba vị thần quân nhẹ khẽ gật đầu, từng cổ một lực lượng truyền vào Diệp Thần trong thân thể. Diệp Thần giờ khắc này thực lực, bỗng nhiên bây giờ bạo tăng. Một đạo cực hạn kiếm quang, chớp mắt bây giờ đổi xông ra. Cái này một đạo kiếm quang bộc phát ra tia sáng chói mắt, động trời kiếm ý bộc phát ra. Oanh! Một tiếng nổ tiếng vang, rồng lửa phát ra tức giận gầm thét. Hắn không nghĩ tới, một cái hèn mọn tộc người con kiến hôi, cũng có thể thương tổn tới hắn. Rồng lửa phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, bóng người chớp mắt bây giờ liền tới đến Diệp Thần trước mặt. Kinh khủng hơi thở tấn công tới, Diệp Thần không do dự, bóng người không ngừng lui về phía sau, sau ngay tức thì, từng kiếm một trực tiếp chém ra đi. Từng đạo kiếm quang sáng chói bộc phát ra. Ầm ầm rơi vào rồng lửa trên thân thể mặt. Rồng lửa thân thể phòng ngự, cực kỳ cường hãn, dù là mượn sư tôn lực lượng, muốn phá vỡ rồng lửa phòng ngự, vậy cực kỳ khó khăn. Lúc này, rồng lửa đi tới Diệp Thần bên người, dương ra chậu máu miệng lớn, muốn trực tiếp cắn nát Diệp Thần thân thể. Diệp Thần hai tay bắt rồng lửa miệng to lớn, kinh người cắn hợp lực, để cho Diệp Thần cánh tay bên trong xương, kéo kẹt vang dội. Chủ nhân! Cái này con rồng lửa cũng không phải chân chánh yêu thú, ngược lại là một cổ năng lượng tinh thuần. Không ngại sẽ để cho nó nuốt, nói không chừng có hiệu quả. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong cơ thể huyết long hư ảnh lên tiếng. Huyết long hư ảnh cũng không có thời gian đầu tiên lao ra. Tốt hơn xem ở chờ đợi thời cơ. Mặc dù rồng lửa giống như là yêu thú chết đi linh hồn, nhưng cũng hẳn tồn lưu trước từng tia yêu khí. Nhưng mà rồng lửa cũng không có bất kỳ yêu khí,
ngược lại không bình thường. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua một tia tàn nhẫn thần sắc. Nếu đầu này rồng lửa muốn nuốt hắn, vậy Diệp Thần sẽ để cho hắn nuốt. Quyết định chủ ý, Diệp Thần buông tay ra cánh tay phía trên lực đạo, trực tiếp chui vào rồng lửa trong thân thể. Lúc này, rồng lửa linh tính ánh mắt, toát ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Hắn mặc dù không phải là yêu thú, nhưng là vậy có linh tính nhất định, có thể cảm giác đến, Diệp Thần còn có nhất định thực lực chống cự, bất quá làm sao đột nhiên bây giờ liền. Buông tha. Rồng lửa không nghĩ ra, bất quá cũng không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, thân thể cao lớn trực tiếp chui vào núi lửa trong miệng mặt. Diệp Thần tiến vào rồng lửa trong thân thể, phát hiện chung quanh năng lượng tinh thuần bọc, muốn trực tiếp luyện hóa hắn. Điều này có thể tính cực kỳ tinh thuần, đối với thân thể không có bất kỳ nguy hại. Ta đây muốn xem, là ngươi có thể luyện hóa ta, vẫn là ta có thể luyện hóa ngươi. Diệp Thần một đôi tròng mắt bên trong, toát ra một tia tàn nhẫn thần sắc, ở rồng lửa trong thân thể, ngồi xếp bằng xuống. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bên ngoài yêu thánh bí cảnh ngày mở ra vậy trước thời hạn hạ xuống. Các phe thế lực lớn, toàn bộ đều ngưng tụ ở một nơi trên mặt biển, không chỉ có như vậy, vô số tán tu, vậy tránh trong bóng tối. Lần này yêu thánh bí cảnh mở, đối với mỗi một người tới nói, đều là một tràng cơ duyên. Chỉ là chẳng biết tại sao, yêu thánh bí cảnh lại có thể trước thời hạn truyền tới dị động, lại là không thể không trước thời hạn mở. Yêu thánh bí cảnh nhất hơn cho phép tạo hóa cảnh một trọng thiên cường giả, đạt tới tầng 2 thiên nói căn bản không vào được. Còn như tạo hóa cảnh trở xuống, bất kỳ một người võ giả cũng có thể tiến vào, dù là ngươi đế tôn cảnh cũng có thể. Chỉ bất quá căn bản không có đế tôn cảnh đi vào, bọn họ một khi tiến vào yêu thánh bí cảnh bên trong, sợ rằng liền con chốt thí cũng không tính. Cũng không biết, Diệp Thần tên tiểu tạp chủng này, rốt cuộc chạy đi đâu. Từ Diệp Thần biến mất sau này, các thế lực lớn cũng tìm, nhưng mà liền một cây mao cũng không tìm được. Thật ra thì các vị vậy không cần lo lắng, lấy Diệp Thần tính cách, nhất định sẽ tiến vào yêu thánh bí cảnh bên trong. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ở yêu thánh bí cảnh bên trong vây trận Diệp Thần liền có thể. Bởi vì Diệp Thần sự việc, thế lực khắp nơi toàn bộ đều lo lắng, nhất là nhận được tin tức, Tây vực cô độc gia tộc bị Diệp Thần tiêu diệt. Không chỉ có như vậy, nghe nói cô độc gia thái thượng trưởng lão, tìm tới một người tiên tôn, có thể cuối cùng tên kia tiên tôn vô ảnh vô tung, Diệp Thần hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, đời này biểu cái gì? Vốn là một cái hèn mọn cảnh giới Diệp Thần, ai vậy không có quá nhiều coi trọng, có thể nghe gặp tin tức này, thế lực khắp nơi cũng luống cuống. Bọn họ càng vây quét Diệp Thần, chỉ có thể thuyết minh một chuyện, Diệp Thần để cho bọn họ trong nội tâm không ngừng sợ. Bọn họ những thế lực này bên trong, hơn nhiều ít thiếu đều cùng Diệp Thần có chút cừu hận. Nếu như Diệp Thần lớn lên, đến lúc đó ai có thể là Diệp Thần đối thủ? Ở mọi người thảo luận thời điểm, mặt biển bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy càng ngày càng lớn, tạo thành một cánh cửa. Liên tiếp xuất hiện vòng xoáy, thế lực khắp nơi cũng không kịp đợi vọt vào. Hình ảnh quay về, Diệp Thần ở rồng lửa trong bụng tu luyện, đoạn này thời gian, lợi dụng rồng lửa bên trong năng lượng tinh thuần, hắn cảm giác mình hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên ở dị biến. Không chỉ như vậy, hắn có thể cảm giác được trên bầu trời có lôi kiếp ở xúc lực. Lôi kiếp muốn không được bao lâu sắp hạ xuống. Đoạn này thời gian, Diệp Thần còn dùng những thứ này năng lượng tinh thuần, chế tạo mình thân xác. Bây giờ Diệp Thần có thể xông ra, bất quá hắn cũng không có rời đi, chủ yếu hắn muốn rời đi cũng khó. Bây giờ rồng lửa ở nham thạch nóng chảy phía dưới, hắn như xông ra trong nháy mắt, sợ rằng trực tiếp sẽ để cho nham thạch nóng chảy thiêu hủy. Nếu như không phải là Diệp Thần ở yêu thánh bí cảnh bên trong còn có chuyện khác, hắn hận không được cả đời ở rồng lửa trong bụng. Tốt như vậy tu luyện bảo địa, hoàn toàn không bỏ đi được. Diệp Thần lại tu luyện nửa ngày thời gian, quyết định phải rời khỏi, bây giờ yêu thánh bí cảnh bên ngoài dị động liên liên, chỉ sợ là trước thời hạn mở ra. Cũng không biết bên ngoài rốt cuộc tình huống gì. Ở yêu thú trong bụng, Diệp Thần trực tiếp đứng lên, cầm chặt quả đấm, một đấm đánh xuống. Oanh! Vốn là rồng lửa vẫn còn ở yên lặng ngủ say, đột nhiên cảm giác trong bụng đau đớn kịch liệt, phát ra một tiếng thống khổ gầm thét. Nhanh lên một chút cho lão tử bay ra ngoài.
Diệp Thần lớn tiếng gầm thét, rồng lửa cũng sớm đã có linh trí, có thể nghe rõ hắn nói. Ngươi tại sao không có bị luyện hóa? Lúc này, truyền ra rồng lửa tức giận thêm kinh ngạc thanh âm, nó vốn là lấy là Diệp Thần cũng sớm đã chết, ai biết ở đụng của nó bên trong sống thật tốt. Diệp Thần không nói nhảm, một đấm một lần nữa đánh ra. Oanh, oanh, oanh. Một quyền tiếp theo một quyền, để cho rồng lửa đau đến không muốn sống, toàn bộ nham thạch nóng chảy cũng đang cuồn cuộn. Rồng lửa cũng chịu không nổi nữa đau đớn kịch liệt, trực tiếp bay lên, xông về hư không. Đó là vật gì? Có hợp đạo cảnh và hỗn nguyên cảnh võ giả, đi tới núi lửa miệng, thấy một cái màu lửa đỏ cự long lao ra. Hống! Rồng lửa tức giận gầm thét, bây giờ đau nó, nước mắt cũng sắp chảy ra. Loài người, ta đã thoát khỏi nham thạch nóng chảy, ngươi nhanh lên một chút đi ra cho ta. Bây giờ rồng lửa chỉ muốn để cho Diệp Thần vội vàng từ đụng của nó bên trong chạy đến. Diệp Thần dùng thần niệm quét một vòng bốn phía, xác định là bên ngoài mới yên tâm lại. Ngươi há mồm ra, ta bây giờ từ ngươi trong bụng đi ra ngoài. Diệp Thần lạnh giọng mở miệng, đi ra ngoài sau này tự nhiên không sợ rồng lửa nổi giận. Chẳng qua đến thời điểm một lần nữa chui vào bụng của hắn bên trong. Giờ phút này rồng lửa há mồm ra, lúc này, Diệp Thần trực tiếp từ rồng lửa trong miệng vọt ra. Ở phía dưới võ giả, cũng sớm đã xem ngây ngô, xuất hiện một cái tiên tôn cấp bậc rồng lửa vậy thôi, rồng lửa trong miệng lại chạy ra một người. Cái này CMN là tình huống gì? Giờ phút này những võ giả này trong đầu tràn đầy dấu hỏi. Rốt cuộc là kia phe thế lực cường giả. Như thế nhanh nhẹn dũng mãnh. Còn có để cho người sống hay không? Sau đó là mọi người thấy rõ Sở Diệp Thần tướng mạo thời điểm, cả người mặt liền biến sắc. Người nọ, làm sao như thế quen mắt? Trời ạ, cái này đặc biệt mụ không phải Diệp Thần sao? Ở rất nhiều tiến vào bí cảnh võ giả trong mắt, Diệp Thần lúc này hẳn trọng thương trốn ở góc phòng. Cũng hoặc là chật vật ở trong đám người im lặng không lên tiếng. Dẫu sao? Diệp Thần đã trở thành rất nhiều tông môn địch nhân số một. Một khi lộ mặt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ ra Diệp Thần lại lấy loại khí phách này phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rồng lửa trong miệng ra. Tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm nhận được rồng lửa kia tản ra năng lượng có kinh khủng dường nào. Vậy võ giả làm sao có thể ở bên trong sinh tồn? Nhưng mà... Cái này căn bản chuyện không thể nào chỉ như vậy phát sinh ở trước mắt mọi người. Mọi người ở đây hoảng hốt đang lúc, Diệp Thần cũng sớm đã đi tới nơi này nhóm võ giả bên người. Yêu thánh bí cảnh bên trong hết thảy, hắn căn bản cũng không biết, nhất định phải tìm người hỏi dò một chút. Tới ở sau lưng rồng lửa, kiêng kỵ nhìn một cái Diệp Thần, trực tiếp chui vào bên trong nham thạch nóng chảy mặt. Nó đã không muốn đối với người này tộc ra tay, luôn cảm giác quá tà hồ. Hơn nữa trên người hắn năng lượng có cái gì không đúng. Những võ giả này thực lực, không tính là quá cao, đối với Diệp Thần mà nói, hoàn toàn không tạo được uy hiếp. Diệp Thần, ngươi lại vẫn dám xuất hiện. Trong đó Hung Ma Cung một người hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả, trực tiếp mở miệng. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới, Diệp Thần lại vẫn dám đứng ở trước người bọn họ. Ta có gì không dám. Diệp Thần ánh mắt hài hước. Nhìn Hung Ma Cung đệ tử, bây giờ hợp đạo cảnh sơ kỳ, ở trước mặt hắn hoàn toàn không đủ tư cách. Nếu, ngươi còn dám xuất hiện, ta sẽ để cho ngươi chết. Hung Ma Cung hợp đạo cảnh sơ kỳ đệ tử, cầm ra một chuôi chiến đao, bỗng nhiên bây giờ xông về Diệp Thần. Diệp Thần thấy một màn này, khóe miệng một món cười nhạt, sau đó bùng nổ linh lực trong cơ thể, một cước trực tiếp đạp ra ngoài. Vô tận gió lớn cuộn sạch. Một cước này đi xuống. Không có dấu hiệu nào rơi vào đối phương ngực. Một cổ kinh khủng lực đạo tấn công tới, trực tiếp để cho đối phương khạc ra một búng máu, cả người thân thể, đổ bay 5 mét xa, cuối cùng nặng nề té rơi trên mặt đất. Xin lỗi, để cho ngươi thất vọng. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, rồng lửa trong cơ thể năng lượng tinh thuần, một số ở trong cơ thể hắn ẩn núp. Mới vừa rồi một cước kia, trực tiếp bùng nổ ở trong người ẩn núp năng lượng. Ở một bên nhìn hỗn nguyên cảnh võ giả, trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần quá CMN kinh khủng. Giờ khắc này tất cả mọi người toàn bộ đều bị giật mình.
Đây cũng không phải là hỗn nguyên cảnh, mà là thứ thiệt hợp đạo cảnh. Lúc nào, mới vừa bước vào hỗn nguyên cảnh con kiến hôi có thể một cước cầm hợp đạo cảnh cho đạp bay. Tất cả mọi người đều có một có loại cảm giác không thật, nhưng sự thật nhưng vừa bày ở nơi này, cho không được bọn họ không tin. Giờ khắc này, tất cả võ giả, trên trán mặt toát ra mồ hôi lạnh, Diệp Thần có thể trong nháy mắt giết hợp đạo cảnh, bọn họ những người này, sợ rằng còn chưa đủ Diệp Thần một người giết. Giờ phút này tất cả võ giả cũng nghĩ chạy trốn, cái này Diệp Thần hoàn toàn chính là một cái sát thần. Ai dám chạy, ta cái đầu tiên giết ai? Lúc này Diệp Thần một câu nói, ai cũng không dám lộn xộn, bọn họ cũng không dám cầm mình mạng nhỏ làm trò đùa. Bọn họ tới yêu thánh bí cảnh, nhưng mà tìm cơ duyên, mà không phải là tới tìm chỗ chết. Một câu nói, tại chỗ năm tên hỗn nguyên cảnh, không có một người dám động. Bọn họ cũng muốn cá chết lưới rách, nhưng mà liền lưới rách cá chết thực lực cũng không có. Chỉ có thể để cho Diệp Thần một phương diện nghiền ép. Các ngươi cầm yêu thánh bí cảnh bên trong sự việc, đều cùng ta nói một chút. Diệp Thần bây giờ hai mắt bôi đen, căn bản không biết yêu thánh bí cảnh sự việc. Bây giờ hắn chủ yếu nhất chính là rõ ràng tình báo. Đại nhân, ta biết một ít, yêu thánh bí cảnh bên trong phân khắp nơi khu vực, chúng ta phân là xuân hạ thu đông, trước mắt ở địa phương chính là hạ. Không chỉ có như vậy, lời đồn đãi còn có một nơi, chưa bao giờ mở ra, đó là yêu thánh truyền thừa chỗ, chỉ bất quá vẫn không có mở ra khải qua, cũng không biết thật giả. Tên kia hỗn nguyên cảnh võ giả, ăn mặc cũng không tốt lắm, vừa thấy cũng biết là tán tu. Trên cánh tay mặt tiểu hoàng điểm là cái gì? Diệp Thần đưa tay ra cánh tay, tay hắn trên cánh tay mặt có một ít rậm rạp chẳng chịt tiểu hoàng điểm. Tên kia tán tu, thấy Diệp Thần trên cánh tay mặt tiểu hoàng điểm, sắc mặt nhẹ biến đổi. Đại nhân, cái này. Diệp Thần cầm ra hỗn nguyên tiên kiếm, một kiếm treo ở trên cổ hắn mặt. Nói, nếu không bây giờ chết. Diệp Thần cũng không muốn và bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian. Tên kia hỗn nguyên cảnh tán tu cũng sắp khóc, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Đại nhân, vật này kêu thật mệnh điểm, ở yêu thánh bí cảnh sắp đóng kín 3 ngày bên trong, thật mệnh điểm nhiều nhất người, nghe nói mới có thể cười đến cuối cùng. Chuyện này, ở yêu thánh bí cảnh bên trong căn bản không phải bí mật, không chỉ có săn giết những thứ này hiếm lạ trăm lạ quái vật, có thể lấy được thật mệnh điểm, dù là giết người cướp đoạt thật mệnh điểm, vậy là có thể. Diệp Thần nhìn một cái tên này tán tu cánh tay, phát hiện chỉ có một tiểu hoàng điểm. Đại nhân, ta cũng chỉ có một thật mệnh điểm, ngươi xem. Giờ phút này tên hỗn nguyên cảnh võ giả, cũng sắp muốn khóc lên, đây chính là hắn tốt không dễ được một cái. Bọn họ lúc tới, cũng không biết tên khốn kiếp nào, săn giết không biết nhiều ít xích diễm người khổng lồ. Bọn họ dọc theo con đường này, cây bản liền không có thu hoạch gì. Ngươi cái này một cái mình giữ đi. Diệp Thần đối với một cái thật mệnh điểm, hắn căn bản đều coi thường. Đi. Nghe gặp Diệp Thần mà nói, tên kia hỗn nguyên cảnh võ giả, vội vàng dập đầu, hắn bây giờ chỉ cảm thấy ở tử thần lưỡi liềm dưới đao đi một vòng. Đại nhân, chúng ta có phải hay không cũng có thể đi. Mấy tên khác hỗn nguyên cảnh võ giả, đắng chát cười một tiếng, vốn là lấy là, một người hợp đạo cảnh võ giả, có thể giải quyết hết Diệp Thần. Ai nghĩ được ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Các ngươi, đều lưu lại đi. Diệp Thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, cầm ra hỗn nguyên tiên kiếm, nâng lên cánh tay, một kiếm trực tiếp chém ra. Những người này toàn bộ đều là cùng hắn từng có cửu hận tông môn hoặc là gia tộc, hơn nữa mới vừa rồi bộc phát ra cực đoan sát ý. Diệp Thần làm sao sẽ lưu trước bọn họ? Một kiếm hạ xuống trực tiếp xuyên phá bọn họ thân thể. Liền phản kháng cơ hội cũng không có. Giết chết những người này, Diệp Thần nhìn một cái tay mình cánh tay, phát hiện thật mệnh điểm nhiều hơn không thiếu. Những thứ này tán tu, có thể đi theo những tông môn này đệ tử sau lưng, chỉ sợ cũng là bởi vì cầm tán tu làm thịt thuẫn. Có nguy hiểm gì, trước hết để cho tán tu đã qua, đến lúc đó chỗ tốt dĩ nhiên là bọn họ. Còn như tán tu sống chết, và bọn họ có quan hệ thế nào? Diệp Thần lấy đi những người này hỗn nguyên tiên khí xoay người liền rời đi, toàn bộ yêu thánh bí cảnh, trừ tán tu không biết nhiều ít là hắn kẻ địch, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Thu thập xong hết thảy,
Diệp Thần xoay người rời đi, bất quá hắn không nhìn thấy, sau khi rời đi, những thi thể này máu, lưu xuống mặt đất bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Một đường chạy như bay, Diệp Thần thấy không thiếu võ giả thi thể, rất nhiều đều không phải là xích diễm người khổng lồ đánh chết, căn bản đều là loài người võ giả giết chết. Ở chỗ này, mạng người không đáng giá tiền nhất. Dọc theo đường đi Diệp Thần vậy gặp phải ba cái xích diễm người khổng lồ, bất quá toàn bộ để cho hắn chém chết. Lại qua một ngày, Diệp Thần có phát hiện không bất kỳ thu hoạch, liền đóng chặt tròng mắt ở một viên cây lớn hạ vận chuyển thần ma luân hồi quyết. Đột nhiên, hắn tròng mắt mở ra, hiển nhiên phát hiện cái gì, hướng phía bắc quét nhìn đi. Một nam một nữ người bị thương nặng, hướng hắn chạy tới. Vị này đại nhân, cầu ngươi mau cứu chúng ta. Cái này hai người vừa thấy chính là đạo lữ, quần áo cũng không có biết bao lộng lẫy, hẳn là linh võ đại lục tán tu. Hai người thực lực đều không cao, chỉ bất quá có hỗn nguyên cảnh tầng 7 thiên thực lực. Ở yêu thánh bí cảnh bên trong căn bản không đủ xem. Diệp Thần vốn là không muốn hơn quản, dẫu sao người khác sống chết, và hắn có quan hệ thế nào. Chỉ bất quá thấy hai người tán tu sau lưng lại là hung người của ma cung, hắn trên mình bắt đầu hiện lên lạnh ý. Ha ha, các ngươi hai cái có thể chạy đi nơi đâu, cầm trên người các ngươi thật mệnh điểm và cái vật kia giao ra. Hai người hung ma cung đệ tử, sát ý ngút trời, trên mình hiện lên nồng đậm huyết khí. Hiển nhiên giết không ít người. Diệp Thần nghe gặp hai người hung ma cung đệ tử thanh âm, khóe miệng một món cười nhạt, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Một giây kế tiếp, cầm chặt trong tay hỗn nguyên tiên kiếm, khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ tuế nguyệt sát kiếm. Thời gian pháp tắc lực lượng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tràn ra. Một kiếm vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Oanh! Hai người hung ma cung võ giả, cả người sắc mặt đại biến, vốn đang phách lối hình dáng, đã sớm hù được kinh hồn thất sắc. Cổ lực lượng này trước mắt căn bản cũng không phải là bọn họ có thể chống lại. Hoàn toàn không thể tương đương. Ở bọn họ mau phải chết trong nháy mắt, rốt cuộc thấy được Diệp Thần diện mạo. Giờ khắc này bọn họ mới rõ ràng, trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Chết ở Diệp Thần trong tay hỗn nguyên cảnh cường giả, cũng không biết có nhiều ít. Hai người thân thể ngay tức thì nổ, hóa là bụi bặm. Vị này đại nhân, đa tạ. Lúc này tán tu đạo lữ đi tới Diệp Thần trước mặt, nhẹ một bái. Không cần. Đối mặt hai người nói cảm ơn, Diệp Thần vốn không có để ý, hắn vốn là vậy không muốn cứu, chỉ bất quá bởi vì hung ma cung đệ tử mà thôi. Vị này đại nhân, hai người chúng ta người có thể hay không đi theo ngươi? Bọn họ hỗn nguyên cảnh thực lực, ở bên ngoài coi như thích hợp, nhưng mà ở yêu thánh bí cảnh bên trong, bọn họ cái gì cũng không phải. Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn cũng không có suy nghĩ để cho người khác đi theo. Hai người tựa hồ thấy Diệp Thần băn khoăn, vội vàng mở miệng nói, đại nhân, ta nơi này có một quả hồn quả. Nam tử cầm ra hồn quả lúc đó, bên trong đôi mắt là lau một cái nhức nhối thần sắc. Diệp Thần nhìn một cái, hơi ngẩn ra. Hồn quả có thể tăng cường thần hồn lực, là không thể có nhiều bảo vật. Ta bây giờ giết chết các ngươi, như cũng có thể có được hồn quả, cần gì phải mang các ngươi hai cái phiền toái. Diệp Thần trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc. Hai người mặt liền biến sắc, cắn hàm răng mở miệng nói, đại nhân nếu như muốn giết chúng ta, tự nhiên không phải của ngài đối thủ, bất quá chúng ta dẫu có chết cũng sẽ không để cho đại nhân đạt được hồn quả, chúng ta mặc dù thực lực hèn mọn, nhưng cũng có mình cốt khí. Nghe gặp bọn họ nói, Diệp Thần cười một tiếng, mở miệng nói, đi theo ta không có vấn đề, chỉ bất quá ta kẻ thù rất nhiều. Diệp Thần biết rõ mình đối với bí cảnh biết rõ không nhiều, mà đây hai người tán tu dám cưỡng ép xông vào cái này bí cảnh, tất nhiên làm đủ môn học, giữ ở bên người đối với hắn cũng có chỗ tốt. Đại nhân, người yên tâm, vợ chồng chúng ta cũng không phải là cỏ đầu tường, ở phía trước phương, thì có một viên hồn cây, cũng là bởi vì là hồn cây nguyên nhân, chúng ta mới bị hung ma cung đuổi giết. Diệp Thần và cái này đối với đạo lữ một đường trò chuyện, cũng biết hai cái tên của người. Một cái kêu là Vương Thiến, một cái kêu là Trần Phong. Cái này hai người là linh võ đại lục nhất hèn mọn tán tu, không bối cảnh gì. Khoảng cách Trần Phong trong miệng hồn cây không phải quá xa, ba người rất nhanh sẽ đến Trần Phong nói địa điểm, ở một nơi trong sơn động.
Diệp Thần ba người ở bên ngoài sơn động mặt một nơi chỗ khuất, phát hiện hai người hợp đạo cảnh cường giả, trú đóng ở hang núi bên ngoài. Cái này hai người đều là Hung Ma Cung đệ tử. Thiếu chủ, bây giờ chúng ta làm thế nào? Bên trong còn có hợp đạo cảnh trung kỳ cường giả. Diệp Thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, chúng ta ở chỗ này há miệng chờ sung dụng. Hồn quả tự nhiên có người đi lấy, bọn họ chỉ cần phải ở bên ngoài chờ liền có thể. Đến lúc đó tự nhiên có người cầm hồn quả đưa tới. Nghe gặp Diệp Thần mà nói, Trần Phong hai người nhẹ khẽ gật đầu. Bây giờ bọn họ hết thảy lấy Diệp Thần cầm đầu, Diệp Thần nói gì, bọn họ đi làm là được rồi. Các ngươi hai người mai phục ở chung quanh, ta muốn bố trí một chút. Trong sơn động, sợ rằng không chỉ có một người hợp đạo cảnh trung kỳ cường giả, hẳn còn có cái khác hợp đạo cảnh. Hắn tự mình một người, đối phó hợp đạo cảnh trung kỳ, không có vấn đề quá lớn, nếu như còn khác biệt hợp đạo cảnh, cũng hoặc là đứng đầu thần quân, đối với hắn tình cảnh rất bất lợi. Hồn quả sự việc, bây giờ Diệp Thần đã thế ở tất được, dù sao có thể tăng cường thần hồn lực bảo vật, tuyệt đối không thể nào buông tha. Diệp Thần chuẩn bị sẵn sàng, ba người mai phục ở một nơi chỗ khuất, chờ đợi một tiếng, hung người của ma cung rốt cuộc đi ra. Diệp Thần nhìn một cái, phát hiện trừ một người hợp đạo cảnh trung kỳ, còn có hai người hợp đạo cảnh sơ kỳ, 10 tên hỗn nguyên cảnh võ giả. Đối với hắn mà nói, hỗn nguyên cảnh võ giả đã tự động lọc, đừng nói 10, dù là lại tới 20 cái cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Thiếu chủ, chúng ta hiện ở xuất thủ không? Trần Phong đã có chút không kịp chờ đợi, bọn họ những thứ này tán tu, lúc nào dám đối với đại thế lực người ra tay. Cái này còn là lần đầu tiên, Trần Phong hai cái nội tâm của người bên trong, khó tránh khỏi có chút kích động. Lại đợi một chút, Diệp Thần ổn định mở miệng, trước mắt những người này còn chưa tới phạm vi công kích, bây giờ nổ tung nói, không đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nếu như có thể cầm hợp đạo cảnh trung kỳ võ giả, trực tiếp giết chết, đối với Diệp Thần mà nói, không thể tốt hơn nữa. Cổ Vân đại nhân, lần này đạt được 10 cái hồn quả, tuyệt đối là trúng mùa lớn. Yêu thánh bí cảnh không uổng chuyến này. Giờ phút này hai người hợp đạo cảnh võ giả, lấy lòng nhìn một cái Cổ Vân. Đừng xem Cổ Vân chỉ bất quá hợp đạo cảnh trung kỳ, nhưng là đối phó bọn họ hai cái hợp đạo cảnh giới sơ kỳ, chân thực quá mức dễ dàng. Ha ha, lần này không tệ, duy nhất đạt được 10 cái hồn quả. Cổ Vân bên trong đôi mắt tràn đầy nụ cười, có thể tăng cường thần hồn lực bảo vật, ít chi lại càng ít. Một quả này hồn quả giá cả, là có thể ngăn cản hai người họ năm thu vào. Diệp Thần nhìn Cổ Vân từng bước một bước vào phạm vi nổ, khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, ngàn binh bảo. Giờ khắc này, một tiếng nổ, bỗng nhiên bây giờ nổ. Kinh khủng nổ, để cho chung quanh nham thạch nóng chảy cũng phún ra ngoài. To lớn bạo tiếng nổ vang, điếc tai nhức óc, tình cảnh khoảnh khắc bây giờ đổi hỗn loạn, không chỉ có như vậy. Hỗn nguyên cảnh võ giả căn bản liền một tiếng hét thảm cũng không có phát ra ngoài, trực tiếp bị nổ thành một đạo xương máu. Còn như hai người hợp đạo cảnh võ giả, bị nổ thoi thóp, người bị thương nặng, sợ rằng liền đi bộ khí lực cũng không có. Bây giờ cái này hai người hợp đạo cảnh võ giả, dù là gặp phải một người nhập thần cảnh, cũng không phải là đối thủ. Còn như Cổ Vân, toàn thân cao thấp không có một nơi hoàn hảo ra, không chỉ có như vậy, hắn cả người sắc mặt sát trắng. Không có một chút màu máu. Chủ yếu hết thảy các thứ này, tới quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều không có phòng bị, nếu không cũng sẽ không như vậy. Rốt cuộc là ai, cút ra đây cho bố. Lúc này, Cổ Vân một mặt thần sắc dữ tợn, hắn căn bản không có nghĩ đến, lại thời khắc mấu chốt có người đánh lén. Nếu không hắn bây giờ làm sao sẽ người bị thương nặng. Ai ăn tim gấu gan báo, dám đánh lén hung người của ma cung. Hồn quả là một cái tốt, đáng tiếc cũng phải xem, người có hay không mệnh đi lấy. Lúc này, Diệp Thần từ chỗ khuất đi ra, trong mắt tràn đầy hài hước thần sắc, nhìn Cổ Vân. Ở Diệp Thần sau lưng, Trần Phong và Vương Thiến hai người vậy đi ra. Mới vừa rồi một tiếng vang kinh thiên động địa, cầm bọn họ hai cái cũng dọa cho giật mình, khí tức hủy diệt, để cho toàn thân bọn họ toát ra mồ hôi lạnh. Nếu như bọn họ ở phạm vi nổ bên trong, bây giờ cũng sớm đã chết không thể chết lại. Ngươi là Diệp Thần. Cổ Vân thấy Diệp Thần bóng người, trong con ngươi mặt vẻ kiêng kỵ thần sắc.
Toàn bộ Tây vực các thế lực lớn, đều có Diệp Thần tướng mạo, lần này tiến vào Tây vực bên trong, các phe đại thế lực cường giả, đều xuống đạt một mệnh lệnh. Nếu như Diệp Thần xuất hiện, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết hắn. Bây giờ Diệp Thần đối với Tây vực uy hiếp chân thực quá lớn. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, đáng tiếc không có tưởng thưởng, như cũ phải chết. Diệp Thần khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, nếu các phe thế lực lớn, đều phải giết hắn. Hắn cũng sẽ không mềm lòng chùn tay. Người giết người, người hằng giết liền. Ha ha, người lấy là ta bây giờ bị thương, là có thể giết chết ta. Ta nhưng mà hợp đạo cảnh trung kỳ, mà ngươi chỉ bất quá thần vương. Thanh âm hơi ngừng. Ngươi lại đột phá, bất quá như thế nào đi nữa đột phá cũng bất quá là hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên. Ngươi có biết hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh kết quả có nhiều ít chênh lệch? Cổ Vân khóe miệng cười lạnh một tiếng, Diệp Thần mặc dù yêu nghiệt, nhưng mà lại nghịch thiên thì như thế nào? Còn không phải là một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một rác dưới. Hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng là thứ thiệt hợp đạo cảnh cường giả. Diệp Thần không có mở miệng, nghiêng đầu nhìn Trần Phong hai người, sau đó nói, vậy hai người hợp đạo cảnh, đã không có bất kỳ uy hiếp, trực tiếp giết chết. Trần Phong và Vương Thiến hai người, ngủ đứng ở nơi đó, sau đó cứng ngắc gật đầu một cái. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, đi theo người lại là vậy để cho vô số tông môn nghe tiếng sợ vỡ mật huyết đồ thần vương Diệp Thần. Diệp Thần bọn họ không có gặp qua, nhưng không đại biểu, không biết Diệp Thần sự tích. Gần đây toàn bộ Tây vực, nóng bỏng nhất chính là Diệp Thần, lời đồn đãi Diệp Thần tiêu diệt cô độc gia tộc, ở nguyên thủy trong núi lớn mặt, giết hại triệu võ giả. Hoàn toàn chính là một cái không sợ trời không sợ đất người tàn nhẫn. Ma vương từ trong địa ngục tới. Ở tán tu bên trong, không biết lại có bao nhiêu người sùng bái Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần ở linh võ đại lục không có bất kỳ bối cảnh, cũng không có bất kỳ tài nguyên, trên căn bản và bọn họ tán tu như nhau. Diệp Thần một người, làm tất cả tán tu chuyện không dám làm. Trần Phong và Vương Thiến hai người, trước kia liền muốn qua, như có cơ hội nhất định phải đi theo Diệp Thần. Chỉ có người như vậy, mới có thể ở tuyệt cảnh chính giữa lên như diều gặp gió 90.000 dặm. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ mơ ước lại thành sự thật. Trần Phong và Vương Thiến hai người phục hồi tinh thần lại, đi tới hai người bị thương hợp đạo cảnh cường giả trước mặt. Đừng, đừng giết ta có thể giao ra tất cả bảo vật. Giờ phút này hai người hợp đạo cảnh cường giả, cũng sớm đã hù bể mật, bọn họ bây giờ một thân thực lực, căn bản không có biện pháp vận dụng. Hỗn nguyên cảnh bây giờ giết bọn họ giống như giết gà như nhau đơn giản. Bọn họ hai người, chỉ sợ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ ở hai người hỗn nguyên cảnh trước mặt cầu xin tha thứ. Trần Phong và Vương Thiến hai người căn bản không có lời nói, một người một kiếm hạ xuống. Trần Phong hai tay đều run rẩy, hắn một cái hỗn nguyên cảnh, lại giết chết hợp đạo cảnh. Ở lúc trước, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, quả nhiên đi theo Diệp Thần, thật là kích thích. Tiểu súc sinh, Cổ Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, nếu không phải chiếu cố đến Diệp Thần còn khác biệt lá bài tẩy, hắn đã sớm xông tới, giết chết cái này hai người hỗn nguyên cảnh. Ngay trước hắn mặt, hai người hỗn nguyên cảnh, giết chết thủ hạ hắn, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Diệp Thần ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này Cổ Vân cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận, trực tiếp cầm chặt trong tay hợp đạo thần khí, một kiếm chém tới. Diệp Thần mặt không đổi sắc, cầm chặt trong tay hỗn nguyên tiên kiếm, quỷ mị giống vậy bóng người, trực tiếp xông tới. Bây giờ Cổ Vân ở trước mặt hắn chính là một con không có răng lão hổ. Lúc này Diệp Thần trên dưới cả người tràn đầy chiến ý, một kiếm chém ở Cổ Vân hợp đạo thần khí trước mặt. Phịch! Một tiếng rên, Diệp Thần lui về phía sau một bước, nhưng mà Cổ Vân nhưng lui về phía sau hai bước. Chênh lệch vào giờ khắc này, trực tiếp bày ra. Nếu như Cổ Vân là thời kỳ tột cùng, tự nhiên sẽ không như vậy, đáng tiếc bây giờ Cổ Vân sức chiến đấu, liền một nửa cũng không có. Trần Phong và Vương Thiến hai người, cũng sớm đã lui về phía sau, hợp đạo cảnh cấp bậc chiến đấu, bọn họ liền nhúng tay tư cách cũng không có. Chanh, chanh, chanh. Diệp Thần toàn thân kiếm ý tùy ý phun trào, trong con ngươi mặt một tia cảnh giác thần sắc. Mặc dù bây giờ Cổ Vân sức chiến đấu không phát huy ra nhiều ít, nhưng ai biết có hay không lá bài tẩy. Cổ Vân nói thế nào,
cũng là hợp đạo cảnh trung kỳ, Diệp Thần không thể không cẩn thận một chút. Tuế Nguyệt sát kiếm. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nâng lên trong tay Hỗn Nguyên Tiên kiếm, vào giờ khắc này, chân khí trong cơ thể điên cuồng phát tiết ra ngoài. Thời gian pháp tắc ở Diệp Thần chung quanh lưu động, kinh khủng kiếm ý phóng lên cao. Lần này Diệp Thần căn bản không muốn cho Cổ Vân phản công cơ hội, vừa lên tới trực tiếp dùng sát chiêu. Cổ Vân cả người sắc mặt ngưng trọng, lần này truyền tới nguy cơ tử vong. Một chiêu này, nếu quả thật bị Diệp Thần đánh tới, hắn không chết, vậy không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Thiếu chủ thực lực, thật là mạnh. Trần Phong ở bên cạnh, lẩm bẩm nói nhỏ, lần này, hắn coi như là rõ ràng Diệp Thần mạnh mẽ. Một cái thông thường Hỗn Nguyên cảnh nhất tầng thiên, tuyệt đối không thể nào có kinh khủng như vậy lực lượng. Diệp Thần cánh tay rơi xuống, một kiếm chớp mắt bây giờ liền chém ra đi. Một kiếm này tốc độ, mắt thường nhìn, tựa như cực kỳ chậm, nhưng lại tựa như mau đến mức tận cùng. Màu máu chiến giáp, Cổ Vân không kịp do dự, một búng máu phun ra ngoài, máu tươi ngưng tụ ở tự thân. Hắn toàn thân bị màu máu khí bọc, máu tươi ngưng tụ thành một bộ phòng ngự chiến giáp. Lần này dù là hắn không chết, muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, cũng cần nhất định thời gian. À, Diệp Thần ta nhất định phải để cho ngươi chết. Cổ Vân màu máu chiến giáp mặc lên người, trực tiếp đón Diệp Thần kiếm khí xông tới. Một kiếm chém ở Cổ Vân màu máu chiến giáp phía trên. Màu máu chiến giáp mắt thường có thể thấy được tốc độ, xuất hiện từng đạo vết rách, kinh khủng hơi thở, để cho Cổ Vân trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Mặc dù màu máu chiến giáp xuất hiện vết rách, bất quá cuối cùng là chặn lại. Giờ phút này Cổ Vân đã tới Diệp Thần bên người, một kiếm đâm về phía Diệp Thần tim. Diệp Thần cũng sớm đã đề phòng Cổ Vân, ở hắn xông tới trong nháy mắt, thân thể nhẹ nghiêng, sau đó một chưởng vỗ ở tim hắn phía trên. Oanh! Một chưởng đi xuống, Cổ Vân màu máu chiến giáp, trong nháy mắt bể tan tành, nhưng mà Diệp Thần lại không có dừng lại, ngay tức thì tránh thoát Cổ Vân một kiếm. Nháy mắt tức thì, một đôi tay trực tiếp bắt Cổ Vân cánh tay, sau đó bỗng nhiên dùng sức. Rắc rắc! Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ở Cổ Vân cánh tay bên trong truyền tới. À, Cổ Vân cả người trực tiếp kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa để cho hắn đau đã hôn mê. Diệp Thần buông Cổ Vân cánh tay, cuồng bạo đợt khí trực tiếp náo động đi. Ầm, Cổ Vân cả người bay rớt ra ngoài, nặng nề đập vào một tảng đá lớn trên. Đá lớn vỡ vụn, Cổ Vân vết thương chồng chất. Diệp Thần không do dự, con người đông lại một cái. Một kiếm sử dụng. Đừng, đừng giết ta có thể cho ngươi tất cả hồn quả. Cổ Vân căn bản không có nghĩ đến, một cái Hỗn Nguyên cảnh tầng trời một Diệp Thần, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Diệp Thần một kiếm quất vào Cổ Vân trên gương mặt, nhất thời mặt hắn gò má xuất hiện một cái đỏ đỏ kiếm ấn. Ta không thích Lưu Nhiệm vì sao uy hiếp. Biết chưa? Diệp Thần cướp đi Cổ Vân trên người hồn quả và tất cả đáng tiền bảo vật. Sau đó lắc đầu một cái. Bây giờ ngươi, đã không có bất kỳ giá trị nào, ta chỉ có thể đưa ngươi lên đường. Ta không thích giết người, càng không thích uy hiếp còn sống. Diệp Thần cầm ra Hỗn Nguyên Tiên kiếm, tiếng nói vừa dứt, một kiếm đâm vào Cổ Vân trong tim mặt. Đối với kẻ địch, Diệp Thần căn bản không sẽ mềm lòng chùn tay. À, Diệp Thần ngươi nhất định sẽ không có kết quả tốt. Cổ Vân màu máu đỏ hai tròng mắt. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cả người thân thể ngã trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức sống. Thiếu chủ, đây là hai người hợp đạo cảnh bảo vật. Trần Phong đi tới, cầm ra từ hai người hợp đạo cảnh nhất tầng thiên cường giả vơ vét đi ra ngoài bảo vật, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhìn một cái, nhẹ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp thu. Lần này đạt được 10 cái hồn quả, hắn nếu là có thể luyện hóa. Thần hồn lực nhất định có thể đạt tới độ cao mới. Diệp Thần ba người thu thập xong hết thảy, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm nhận được một cổ cường hãn hơi thở. Không tốt, chúng ta đi. Diệp Thần có thể cảm nhận được, lần này tới, chỉ sợ là hợp đạo cảnh tầng 8 thiên cường giả. Hợp đạo cảnh tầng 8 trời, nếu như mượn lá bài tẩy, có thể bùng nổ nửa bước tiên tôn lực. Diệp Thần bây giờ muốn sẽ đối vác nửa bước tiên tôn. Phần thắng không biết. Diệp Thần và Trần Phong ba người chạy như điên,
mà sau lưng một đạo kinh khủng ý định giết người, không ngừng đến gần. Tiểu súc sinh, còn muốn chạy, giết ta Hung Ma cung đệ tử, nhất định phải nợ máu phải trả bằng máu. Ở Diệp Thần sau lưng, một tên hung thần ác sát ông già, một mặt giận dữ thần sắc, đuổi sát Diệp Thần không buông. Cái này hai ngày, bọn họ Hung Ma cung đệ tử, ở hạ không ngừng giảm thiếu, rốt cuộc để cho Huyết Lão tra được là Diệp Thần nơi là. Vốn là Huyết Lão lấy là Diệp Thần thực lực mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể giết chết hợp đạo cảnh. Nhưng mà thấy Cổ Vân bỏ mình một khắc kia, hắn hoàn toàn biết, mình ý tưởng biết bao buồn cười. Lần này Huyết Lão, vậy quyết định, nhất định phải giết chết Diệp Thần, nếu không lần kế diệt vong thế lực, chỉ sợ sẽ là bọn họ Hung Ma cung. Muốn giết ta, có ngon ngươi đuổi kịp nói sau. Đối mặt Huyết Lão ầm ĩ, Diệp Thần cũng không có sợ, hắn sớm cũng không biết bị đuổi giết bao nhiêu lần, còn biết sợ một cái hợp đạo cảnh tầng 8 thiên. Ngươi cái tiểu súc sinh, Lão Phu nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Huyết Lão không tin, hắn từ thân hợp đạo cảnh tầng 8 thiên tốc độ, còn không theo đuổi một cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên. Diệp Thần tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, ở sau lưng hắn, Trần Phong và Vương Thiến đuổi sát. Bọn họ hai người sắc mặt có chút phát trắng, lúc nào bị một cái hợp đạo cảnh tầng 8 thiên cường giả đuổi giết qua. Nếu như không phải là tư chất tâm lý không tệ, bây giờ chỉ sợ sớm đã tê liệt trên mặt đất. Thiếu chủ, hai người chúng ta tốc độ quá chậm, sợ rằng không bao lâu, cũng sẽ bị đuổi kịp. Lúc này Trần Phong mở miệng, bọn họ hai người chỉ bất quá hỗn nguyên cảnh thực lực, cũng không có Diệp Thần yêu nghiệt. Chân thực không được, hai người chúng ta chờ một chút tự bảo, là thiếu chủ tìm một đường sinh cơ, hy vọng đến lúc đó có thể là chúng ta trả thù. Lúc này Trần Phong bên trong đôi mắt thoáng qua một tia thần sắc hung ác. Tiến vào yêu thánh bí cảnh bên trong, bọn họ cũng sớm đã làm xong chết chuẩn bị. Bọn họ hỗn nguyên cảnh thực lực, ở yêu thánh bí cảnh bên trong, cũng chỉ là so con chốt thí khá một chút. Bọn họ có thể cùng Diệp Thần ở mấy ngày, đã đủ kiêu ngạo, dù là đến nơi phủ cũng có thể thổi phồng. Diệp Thần nhướng mày một cái, sau đó mở miệng nói, một cái hợp đạo cảnh tầng 8 trời, muốn đuổi kịp chúng ta còn chưa xứng. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phong và Vương Thiến hai người còn chưa phản ứng kịp, chỉ gặp Diệp Thần ngón tay bắt pháp quyết, một con linh hoàng hư ảnh lao ra thân thể. Linh hoàng hư ảnh bao trùm ở trên thân ba người. Bọn họ tốc độ lại lấy được cực hạn tăng lên. Ở phía sau Huyết Lão, hơi thất thần, chân mày thượng thiêu. Khi thấy rõ vậy đạo hư ảnh, hắn con người tựa như kinh bạo. Lại là biến mất viễn cổ hung thú linh hoàng. Chẳng lẽ Diệp Thần là linh hoàng nhất tộc người sống sót? Huyết Lão trong nội tâm không nghĩ ra, nhưng mà phát hiện Diệp Thần hơi thở, cũng không phải là yêu thú, ngược lại còn là thuần chánh tộc người. Chẳng lẽ đây là cái gì nghịch thiên công pháp? Huyết Lão nghĩ tới đây, trong mắt thoáng qua một tia thần sắc tham lam. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần mặc dù thực lực chưa ra hình dáng gì, bất quá vận khí này là thật có một chút nghịch thiên. Trần Phong và Vương Thiến hai người, nhìn đỉnh đầu linh hoàng hư ảnh, cũng sớm đã chấn động sợ nói không ra lời. Huyết Lão vốn là còn tự tin đuổi kịp Diệp Thần, nhưng mà thấy Diệp Thần tốc độ, trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Cái này CMN tốc độ là không phải có chút quá nhanh. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Huyết Lão căn bản cũng không sẽ tin tưởng, một cái hỗn nguyên cảnh tầng trời một tốc độ, lại trực bức tiên tôn. Dĩ nhiên trong này còn có yêu thánh bí cảnh vốn là áp chế nguyên nhân, nếu như ở bên ngoài, Huyết Lão tốc độ dù là không theo đuổi Diệp Thần, vậy chưa đến nỗi truy đuổi ném. Huyết Lão nhìn Diệp Thần bóng người, không ngừng biến mất, chỉ có thể buông tha, lại tiếp tục đuổi tiếp, vậy đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tên tiểu súc sinh này, tốt nhất cầu nguyện không nên để cho Lão Phu bắt. Huyết Lão tức giận mắng một tiếng, nghiêng đầu rời đi, để cho một cái hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, từ ở trên tay hắn chạy trốn, cái này sỉ nhục, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra đi, chỉ có thể nát vụn trong lòng. Nếu không Huyết Lão sau này làm sao còn phối hợp? Diệp Thần thoát đi Huyết Lão theo dõi, đáp xuống một nơi. Bốn phía này, hắn đã dò xét qua, ngoài mặt cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thiếu chủ, lần này nhờ có ngươi, nếu không. Trần Phong và Vương Thiến hai người, sắc mặt đỏ thắm, bọn họ vốn là Diệp Thần thủ hạ, không nghĩ tới cuối cùng nhưng còn cần Diệp Thần cứu giúp. Diệp Thần khoát khoát tay,
không có nói nhiều, Trần Phong nếu quy thuận hắn, cũng chính là thủ hạ hắn, tại sao có thể thấy chết mà không cứu? Các ngươi hai cẩn thận dò tra bốn phía một cái, nếu như có chỗ nào không đúng, lập tức bẩm báo ta. Mặc dù ngoài mặt cũng không có nguy hiểm gì, bất quá Diệp Thần trong nội tâm luôn có một tia băn khoăn. Lần này, Diệp Thần cũng không biết chạy thời gian bao lâu, xác định huyết lão không có đuổi theo, mới dừng lại. Bây giờ Diệp Thần duy nhất có thể xác định, trước mắt vẫn còn ở hạ, nếu là ở chỗ khác, chung quanh nham thạch nóng chảy cũng sớm đã biến mất. Diệp Thần tìm được một nơi hang núi, sau đó xếp chân rơi xuống, khôi phục tự thân chân khí. Một tiếng sau đó, Trần Phong và Vương Thiến hai người trở lại trong sơn động, nói cho Diệp Thần cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, bất quá trong nội tâm luôn có vẻ nguy hiểm hơi thở ở vần quanh. Hắn không nghĩ ra, dứt khoát cũng sẽ không lại tiếp tục muốn, chẳng qua binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Các ngươi hai cái, tìm một chỗ ngồi xuống, khôi phục một chút tự thân thương thế. Trần Phong hai người muốn còn muốn cự tuyệt, bất quá thấy Diệp Thần ánh mắt, cũng chỉ tốt đồng ý. Một tiếng sau đó, Diệp Thần ba người trực tiếp từ trong sơn động rời đi. Ở bên ngoài đi hồi lâu, đừng nói một người, liền Xích Diễm người khổng lồ cũng không nhìn thấy. Trước mắt yêu thánh bí cảnh đã mở, cơ hồ mỗi một nơi đều sẽ có người, bây giờ một người cũng không thấy được, căn bản không bình thường. Càng đi về phía trước, Diệp Thần trong nội tâm bất an càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta đường cũ trở về. Tiếp tục đi mấy phút, giờ phút này Diệp Thần trực tiếp mở miệng. Hắn cũng không biết trước mặt rốt cuộc có cái gì, bất quá Diệp Thần tin tưởng trong nội tâm trực giác. Trần Phong và Vương Thiến hai người gật đầu một cái. Bọn họ vậy luôn cảm giác có chút kỳ hoặc, không chỉ có một cái võ giả cũng không có, liền dấu vết đánh nhau cũng không tìm được. Diệp Thần ba người vừa mới chuẩn bị rút lui, lúc này toàn bộ mặt đất đột nhiên đung đưa, dưới lòng đất mặt truyền tới một tiếng gầm thét. Không tốt, nham thạch nóng chảy phía dưới có đồ. Bây giờ Diệp Thần rốt cuộc biết, trong nội tâm bất an, rốt cuộc là cái gì? Diệp Thần ba người điên cuồng trên mặt đất chạy nhanh. Đột nhiên mặt bộc phát ra một cái hố sâu to lớn. Kinh khủng nham thạch nóng chảy trực tiếp xông lên hướng bầu trời, còn mang ngút trời sóng nhiệt. Thiếu chủ, người xem đó là cái gì? Lúc này Trần Phong mở miệng, Diệp Thần ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy một tòa hùng vĩ cung điện, từ bên trong nham thạch nóng chảy mặt bồng bềnh đi ra. Không chỉ có như vậy, ở cung điện cổng vào, có một đầu Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân chú đóng. Đầu này Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân thực lực, hơi thở lại là tạo hóa cảnh. Thậm chí vượt xa con rồng lửa kia. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân một đôi lạnh như băng ánh mắt, nhìn Diệp Thần ba người, nhất thời để cho bọn họ cảm giác được tâm thần run rẩy. Mau rời đi nơi này. Cái này Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân, rõ ràng thấy được Diệp Thần bọn họ, hơn nữa một đôi màu lửa đỏ hai tròng mắt, tràn đầy sát ý. Giờ khắc này Diệp Thần ba người, vận dụng toàn thân lực lượng, thậm chí lần nữa dùng hết Linh Hoàng hư ảnh. Linh Hoàng là đứng đầu huyết mạch, nhưng là Diệp Thần cuối cùng không phải Linh Hoàng. Hơn nữa mới vừa vận dụng quá lâu, trong cơ thể hơi thở không yên, mắt xem Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân càng ngày càng gần. Diệp Thần cảm giác được không đúng. Đối phương chỉ tạo hóa cảnh tầng 2 thiên. Hống! Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng gầm thét, lại trực tiếp hướng Diệp Thần phương hướng xông lại. Diệp Thần tốc độ đã phát huy đến trình độ cao nhất, nhưng mà và Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân so với, vẫn là quá khoa nhi đồng. Ngắn ngủi không tới ba hơi thở thời gian, Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân đi thẳng tới Diệp Thần trước người. Thấy một màn này, Diệp Thần toát ra nụ cười khổ sở. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân trước mắt mặc dù không có động thủ, nhưng là trên mình kinh khủng hơi thở, nghiền ép hắn xương, cũng sắp nghiền. Diệp Thần thực lực trước mắt và Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân so với, hai người bây giờ hoàn toàn là một cái thiên một cái địa. Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Diệp Thần sắc mặt ngưng trọng, cầm ra Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, nếu như người khác thấy Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân, sợ rằng liền đánh một trận dũng khí cũng không có, bất quá Diệp Thần một đường đi tới, không biết đối mặt quá nhiều thiếu cường địch. Tạo hóa cảnh tiên tôn, hắn vậy gặp phải qua không thiếu. Sợ gì đánh một trận. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân nhìn Diệp Thần hình dáng, toát ra một tia thần sắc khinh thường. Tựa như ở nói cho Diệp Thần, một con kiến hôi không thể nào dung chuyển cây lớn.
núp ở một nơi Trần Phong hai người, quyết định xông tới, hấp dẫn Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân sự chú ý. Bọn họ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là vậy rõ ràng, bảo vệ mình lão đại. Diệp Thần nhận ra được Trần Phong bọn họ hai người động tác, lạnh lùng nói, chớ tới gần. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân ra tay, Trần Phong bọn họ liền làm con cờ thí tư cách cũng không có, sợ rằng Hỏa Kỳ Lân một hơi phun ra ngoài, Trần Phong hai người thì phải hoàn toàn chơi xong. Hàn băng kiếm quyết. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hàn băng quy luật không ngừng tràn ra, Hỗn Nguyên Tiên Kiếm bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Ba vị sư tôn, cho ta lực lượng. Ba vị kim Phật, cũng cho ta lực lượng. Hỗn Nguyên cảnh tầng trời một cảnh giới, đối mặt Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân, vẫn là quá yếu, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lục đạo lực lượng tràn vào đến Diệp Thần trong thân thể. Mặc dù yếu ớt, nhưng là đối với bây giờ Diệp Thần, tăng lên biên độ không phải một điểm nửa điểm. Ba vị kim Phật và ba vị nửa bước tạo hóa cảnh sư tôn thần niệm khoảng cách tiêu tán không bao lâu. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là liều chết chống cự. Đây cũng là bọn họ ý nghĩa tồn tại. Diệp Thần chung quanh hàn băng quy luật, càng ngày càng khủng bố, dưới lòng đất mặt nham thạch nóng chảy cũng xuất hiện từng tia hàn băng. Kinh khủng kiếm ý, ở Diệp Thần trong thân thể bỗng nhiên phun ra. Một kiếm này, tuyệt đối là Diệp Thần từ trước tới nay, bộc phát ra kinh khủng nhất một kiếm. Một đạo kiếm quang xông ra, toàn bộ mặt đất ở trong một cái chớp mắt này, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Kiếm khí xông lên đi giết, Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân bộ mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Ở trong mắt người khác, một kiếm này khủng bố đến mức tận cùng, bất quá ở Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân trước mặt, chân thực quá mức bình thường. Chỉ gặp Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân há mồm ra, khạc ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng, Diệp Thần một kiếm, vào giờ khắc này ngay tức thì làm tan rã. Ngọn lửa nóng bỏng trực tiếp xuyên thấu kiếm khí, xông về Diệp Thần thân thể. Oanh! Một tiếng nổ, Diệp Thần cả người thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, áo thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. Diệp Thần trong miệng khạc ra một búng máu, bất quá hắn nhưng cũng không có bị bao lớn thương thế. Giờ phút này Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân đi tới Diệp Thần trước mặt, nóng bỏng móng vuốt, bắt Diệp Thần cánh tay. Đang bắt ở Diệp Thần cánh tay trong nháy mắt, Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân trực tiếp bay về phía hư không. Diệp Thần thấy Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, cả người nhướng mày một cái. Hắn bây giờ vậy không hiểu nổi, Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân trước mắt phải làm những gì. Thời khắc này hắn chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân mới vừa rồi không có giết hắn, nhất định có lý do. Nếu không một con yêu thú, Diệp Thần cảnh giới căn bản cũng không quan tâm, đã sớm một cái tát đập chết. Càng là mấu chốt là, ác ma mắt cùng với vị kia cao ngạo không chịu ra tay đại năng cũng không có nhúc nhích làm. Tựa như chắc chắn mình sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân cầm Diệp Thần mang tới cung điện cổng vào, buông Diệp Thần cánh tay. Xích Diễm cung mở, thật mệnh điểm nhất hơn người có thể ưu tiến vào trước. Giờ phút này Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân trực tiếp mở miệng, nói xong câu này nói, vậy lười được phản ứng Diệp Thần, nghiêng đầu nằm ở cung điện một nơi. Đối với Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân mà nói, Diệp Thần chẳng qua là một cái có cũng được không có cũng được con kiến hôi. Một con kiến hôi tự nhiên không sẽ quan tâm. Xích Diễm cung mở, toàn bộ hạ cũng có thể thấy, một cái cung điện sừng sững ở một nơi trên đỉnh núi cao. Giờ khắc này, hạ tất cả võ giả, toàn bộ đều điên cuồng lên, yêu thánh bí cảnh truyền lưu nhiều năm như vậy, Xích Diễm cung chưa bao giờ mở ra. Không nghĩ tới lần này, bọn họ lại có như cơ duyên này. Trong nháy mắt, tất cả tiến vào bí cảnh võ giả cũng nổ tung nồi, ở hạ đất võ giả, điên cuồng đi cung điện chỗ chỗ. Còn như Diệp Thần, thì thôi kinh đẩy ra Xích Diễm cung cửa, đi vào trong cung điện mặt. Toàn bộ cung điện phân là tầng 7, Diệp Thần trước mắt chỉ bất quá mới vừa đến một tầng. Diệp Thần tra nhìn một cái bốn phía, phát hiện chung quanh cây bản không có bất kỳ vật gì. Tầng thứ nhất hoàn toàn chính là không rơi đại điện, liền tầng thứ hai cổng vào cũng không có. Lập tức, trực tiếp để cho Diệp Thần gặp khó khăn, hắn tin tưởng, yêu thánh tuyệt đối không thể nào lưu lại một tòa vắng vẻ đại điện. Ở Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, vốn là sáng ngời đại điện, đột nhiên đổi được mờ tối, lúc này truyền tới một đạo thanh âm cứng ngắc. Người khiêu chiến Hỗn Nguyên cảnh nhất tầng thiên, có thể chọn lựa đơn giản,
khó khăn, địa ngục kiểu mẫu. Nghe gặp thanh âm cứng ngắc, Diệp Thần khóe miệng toát ra một nụ cười châm biếm. Cái cung điện này giống như hoa hạ trò chơi như nhau, tự do lựa chọn kiểu mẫu. Lúc này thanh âm cứng ngắc, ở giảng giải quy tắc của trò chơi. Làm tiếng máy sau khi nói xong, Diệp Thần thiếu chút nữa bật cười, trước mắt hắn hỗn nguyên cảnh một tầng thiên, địa ngục kiểu mẫu cũng không quá hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên. Diệp Thần ở Xích Diễm Cung, hoàn toàn chính là mở treo, tương đương với một cái mãn cấp quý danh giả dạng làm tiểu hào, hoàn toàn là treo đánh. Lựa chọn địa ngục kiểu mẫu. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, năm đầu hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên yêu thú, xuất hiện ở trước mặt hắn. Trước mắt hắn thực lực, năm đầu hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên yêu thú, hoàn toàn không đủ xem. Diệp Thần cầm ra hỗn nguyên tiên kiếm, nắm trong tay, sau đó một kiếm trực tiếp chém ra đi. Cái này một kiếm hạ xuống, năm đầu hỗn nguyên cảnh tầng 6 thiên yêu thú còn chưa phản ứng kịp, đầu lâu trực tiếp tách ra, ngay tức thì ngã xuống đất. Lúc này trong hư không nổi lơ lửng năm kiện hỗn nguyên tiên khí, Diệp Thần không có chút nào khách khí trực tiếp lấy tới. Giờ phút này đi thông tầng thứ hai lối đi mở, Diệp Thần không do dự, từng bước một đi lên. Đi tới tầng thứ hai bên trong, và Diệp Thần dự đoán giống nhau như đúc. Xích Diễm Cung tầng thứ hai cũng là không có bất kỳ vật gì, rất nhanh thanh âm cứng ngắc vang lên. Diệp Thần trực tiếp lựa chọn địa ngục kiểu mẫu, một kiếm chém chết tất cả yêu thú, lấy được một kiện hợp đạo thần khí. Ở Xích Diễm trong cung mặt, Diệp Thần một đường qua cửa, đi thẳng tới tầng thứ năm. Đến tầng thứ năm, dù là Diệp Thần cũng không dám lựa chọn nữa địa ngục kiểu mẫu. Đi tới tầng thứ năm, Diệp Thần phát hiện, đơn giản nhất kiểu mẫu, đều là trăm đầu hỗn nguyên cảnh đỉnh cấp yêu thú. Diệp Thần nếu như lựa chọn địa ngục kiểu mẫu nói, sợ rằng sẽ trực tiếp gặp phải trăm đầu hợp đạo cảnh trung kỳ yêu thú. Diệp Thần từ tầng thứ nhất dọc theo đường đi tới tầng thứ năm, nửa đường không chỉ có lấy được hợp đạo thần khí, chủ yếu nhất còn thu được một chuôi thời không chi binh. Nếu là có thể xông qua tầng thứ năm, sợ rằng hắn vẫn có thể lại đạt được hai kiện thời không chi binh. Trước mắt Diệp Thần mình thiếu nhất chính là một ít hợp đạo thần khí, có lúc không chi binh tự nhiên tốt nhất. Diệp Thần một người dừng lại ở tầng thứ năm bên trong, mà ở Xích Diễm Cung bên ngoài cũng sớm đã có vô số hỗn nguyên cảnh và hợp đạo cảnh võ giả, chú lưu ở phía trên. Không chỉ có như vậy, còn tới hai người tạo hóa cảnh tiên tôn. Cái này hai người tạo hóa cảnh tiên tôn cũng có tầng trời một thực lực, nhìn Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân, trong mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân, như vậy yêu thú căn bản toàn thân cao thấp đều là bảo, mỗi một nơi đều là bảo tàng. Một đầu vận may cấp bậc Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân, làm sao không để cho bọn họ hai cái động tâm. Nói thế nào đi nữa, bọn họ hai cái cũng là tạo hóa tiên tôn, hai người thi triển bí pháp, cưỡng ép tăng lên cảnh giới hơn nữa liên thủ, đủ đối phó Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân. Một cuộc chiến đấu xuống, hai bên mỗi người đều có tổn thương, hai người tạo hóa cảnh tiên tôn cường giả bị không nhẹ thương thế, còn như Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân hơi thở, vậy dần dần yếu bớt. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân mặc dù lợi hại, chỉ bất quá đáng tiếc hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Tạo hóa tiên tôn bị thương, hợp đạo cảnh cường giả đều có chết, còn như hỗn nguyên cảnh căn bản không biết chết bao nhiêu người. Thậm chí còn có một ít đục nước béo cò người, ở Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân thời điểm đại chiến, len lén chạy vào trong cung điện mặt. Xích Diễm Hỏa Kỳ Lân mặc dù cả người đều là bảo, bất quá bọn họ cũng biết, cái này không phải là bọn họ có thể có được. Bọn họ những người này tiến vào cung điện trong tầng một mặt và Diệp Thần gặp như nhau, đáng tiếc bọn họ làm việc chết bỏ xông tới, cũng không có được bất kỳ bảo vật. Bởi vì Diệp Thần trực tiếp lựa chọn địa ngục kiểu mẫu, khen thưởng toàn bộ đều cho Diệp Thần, sợ rằng yêu thánh cũng không nghĩ tới, sẽ xuất hiện Diệp Thần cái yêu nghiệt này. CMN, rốt cuộc tên khốn kiếp nào, cầm tất cả bảo vật toàn bộ cầm đi. Hắn nhất định ở ngoài ra mấy tầng. Mọi người tìm được hắn trực tiếp giết chết. Những thứ này đục nước béo cỏ võ giả, tức giận lửa giận công tâm, làm việc chết bỏ qua cửa nhưng cái gì vậy không có được. Diệp Thần một người chật vật đứng ở tầng thứ 6, thời khắc này hắn, cả người vết thương chồng chất, trong tay nắm một kiện thời không chi binh. Diệp Thần một người đứng ở tầng thứ 6 phía trên, đợi đã lâu cũng không có xuất hiện thanh âm cứng ngắc. Hắn đoán được tầng thứ 6, lại cũng không có qua cửa quy tắc. Diệp Thần nhìn một cái bốn phía,
phát hiện chung quanh cùng trước kia đại điện như nhau cũng không có thứ gì, chỉ bất quá nhiều hơn hai đạo cửa. Cái này hai đạo cửa phía trên, viết xanh môn và tử môn. Diệp thần nhìn một cái sẽ thu hồi ánh mắt, tìm được một nơi địa phương vắng vẻ, khôi phục mình thương thế. Trước mắt hắn trọng yếu nhất chính là khôi phục thương thế, đến lúc đó lại đi sông xanh môn và tử môn. Ở Diệp thần điều dưỡng thời điểm, một số người đã xông phá cửa thứ tư, hướng cửa thứ năm đánh vào. Hô! Giờ phút này một người hợp đạo cảnh cường giả, đi tới tầng thứ sáu, hắn cả người thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cửu tử nhất sanh mới qua cửa tầng thứ năm. Diệp thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, tên kia hợp đạo cảnh cường giả, nhìn hẻo lánh trong góc mặt Diệp thần. Diệp thần nghe gặp thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Làm sao, ta ở chỗ này không thể. Diệp thần khóe miệng toát ra một tia cười nhạt, hắn bây giờ đã khôi phục kém không nhiều. Trước mắt võ giả chỉ bất quá hợp đạo cảnh trung kỳ, tầng 5 thiên cũng hoặc là tầng 6 trời, nếu như thời kỳ toàn thịnh, Diệp thần nói không chừng sẽ chọn tạm lánh mũi nhọn. Bây giờ hắn một thân thực lực có thể phát huy ra nhiều ít, vẫn là một cái ẩn số, Diệp thần tự nhiên không biết sợ. Trước mặt khen thưởng, có phải hay không đều bị ngươi lấy đi? Tên này hợp đạo cảnh trung kỳ võ giả, cũng là hung ma cung đệ tử, hắn vốn là dẫn đầu đi vào. Xông vào trước mặt ba tầng, không chỉ có làm việc chết bỏ, chủ yếu nhất hắn một chút khen thưởng cũng không có được. Là ta lấy đi thì như thế nào, nếu ngươi có thể qua cửa, chắc hẳn trên mình cũng có hợp đạo thần khí và một kiện thời không chi binh. Diệp thần tiếng nói vừa dứt, trực tiếp cầm chặt trong tay hỗn nguyên tiên kiếm, bên trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Tiểu súc sinh, chỉ bằng ngươi cũng xứng giết ta. Hung ma cùng đệ tử cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng nói thế nào cũng là hợp đạo cảnh trung kỳ võ giả. Thời không kiếm quyết. Diệp thần căn bản không cho hắn nói nhảm cơ hội, nâng lên cánh tay, hỗn nguyên tiên kiếm ở trong tay hắn ông ông tác hưởng. Leng keng chanh. Diệp thần thời không quy luật vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ bùng nổ. Hung ma cung đệ tử, ánh mắt nhẹ biến đổi, kiếm sắc bén mang, mặc dù còn không có xuất khiếu, bất quá hắn đã cảm nhận được một cổ kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý đâm vào da hắn phía trên, trực tiếp máu tươi chảy ra. Diệp thần một kiếm này, lại có một loại để cho hắn không thể ngăn cản cảm giác. Tên này hung ma cung đệ tử, chỉ cảm thấy hết thảy cũng không chân thật. Điều này sao có thể? Diệp thần lợi hại hơn nữa vậy chỉ bất quá hỗn nguyên cảnh nhất tầng thiên, tại sao có thể uy hiếp được hắn? Nhưng ý nghĩ này ở hắn trong đầu thoáng qua rồi biến mất, Diệp thần một kiếm đã điên cuồng xông lại. Oanh! Ở tầng thứ sáu trong cung điện mặt, truyền tới một tiếng nổ. Sau đó hung ma cung đệ tử, truyền tới một tiếng hét thảm. Hoàn toàn sa sút. Sau đó, Diệp thần trực tiếp lấy đi hắn hợp đạo thần khí và một kiện thời không chi binh, mới bỏ qua. Chúng ta hung ma cung, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tên này hợp đạo cảnh trung kỳ cường giả, một mặt đoán độc thần sắc. Nếu như hắn không phải bị không nhẹ thương thế, nếu như không phải là không có coi trọng Diệp thần thực lực. Đáng tiếc trên cái thế giới này mặt, cũng không có gì nếu như. Hung ma cung, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem hung ma cung nhổ tận gốc, chỉ tiếc ngươi không thấy được. Diệp thần câu này vừa dứt lời, kiếm ý lóe lên, nhất thời bây giờ không có sống. Lúc này cung điện truyền tới một hồi chập chờn, Diệp thần khẽ mỉm cười, xem ra lại có người tới tặng quà. Diệp thần cầm chặt trong tay hỗn nguyên tiên kiếm, không nhẫn nại được nội tâm kích động. Ông, lúc này một cái ông già xuất hiện ở Diệp thần trước mặt, Diệp thần nhìn một cái phát hiện ông già, hơi ngẩn ra. Bởi vì đối phương thực lực lại đã đạt tới tạo hóa cảnh nhất tầng thiên. Tiên tôn, trên người lão giả thương thế, so người khác còn nghiêm trọng hơn, ở trong này tu vi càng cao, ngược lại bị thương thế lại càng nghiêm trọng. Dẫu sao tu vi càng cao, muốn vượt cấp tác chiến càng thêm gian nan, đây là không có cách nào thay đổi sự việc. Tạo hóa cảnh thì như thế nào, ở trong này như cũng muốn chấn áp. Diệp thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, hắn cũng sớm đã nhìn ra, tên này tạo hóa cảnh tiên tôn, cả người tu vi không còn lại nhiều ít. Năm tháng như thoi đưa. Diệp thần vươn tay trái ra chỉ một cái, linh lực trong cơ thể vào giờ khắc này phun trào. Ông già mới vừa đi vào,
cả người cũng không có phản ứng kịp, một đạo kinh khủng hơi thở đột nhiên xông về hắn. Oanh! Chỉ một cái vào giờ khắc này, bỗng nhiên bây giờ rơi xuống, đang rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Thần cầm chặt trong tay Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, thân ảnh quỷ mị đi tới ông già bên người. Ông già bị Diệp Thần chỉ một cái, một búng máu nhất thời từ hắn trong miệng phun ra ngoài, vội vàng bây giờ thấy Diệp Thần xông lại, giơ tay lên một chưởng. Phịch! Diệp Thần một kiếm đâm vào tay của lão giả trên cánh tay mặt, thân thể chịu đựng ông lão một chưởng, lui về phía sau ba bước. Ông già mặc dù người bị thương nặng, bất quá nói thế nào, cả người tu vi vậy đạt tới tạo hóa cảnh. Diệp Thần, là ngươi tên tiểu súc sinh này, muốn làm gì? Diệp Thần vẫn không có giấu giếm thân phận, ông già thứ liếc mắt liền nhìn ra. Ngay tức thì, ông già bộc phát ra cực mạnh sát ý. Ngươi hủy ta tông môn, ta còn không có đối với ngươi ra tay, bây giờ ngược lại tốt, ngươi tự đưa tới cửa. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi muốn vào tới. Ông già bị tức ngực phập phồng, một cái thần vương cảnh cũng dám động tạo hóa cảnh thiên tôn, thật là không biết sống chết. Chu tước pháp tướng, lửa cháy bừng bừng liễu nguyên. Lúc này ông già đánh ra kỳ quái động tác tay, hắn sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu trông rất sống động chu tước. Chu tước thuộc hỏa, vào giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng, dường như muốn cầm thế gian hòa tan. Minh! Chu tước ở ông lão sau lưng, phát ra một tiếng kêu to, dẫn được cung điện cũng đang không ngừng đung đưa. Môn công pháp này, ta muốn! Diệp Thần bên trong đôi mắt thoáng qua một tia sát ý, loại công pháp này vừa thấy cũng không phàm. Như là người ngoài biết Diệp Thần ý tưởng, sợ rằng một búng máu được phun ra, bây giờ nhưng mà tạo hóa cảnh tiên tôn công kích, không nghĩ chạy trốn, lại vẫn suy nghĩ đạt được công pháp. Hàn băng kiếm quyết. Diệp Thần trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn bên cạnh không khí nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Giờ khắc này tựa như băng lửa tầng trời hai, để cho nhiệt độ chung quanh lạnh lẽo nóng lên. Diệp Thần đối mặt tạo hóa cảnh, một mực cẩn thận cảnh giác, linh lực trong cơ thể điên cuồng bộc phát ra. Vào giờ khắc này, Diệp Thần thân thể động một cái, mượn mặt đất lực phản chấn, nhảy ở giữa không trung, một kiếm bỗng nhiên bây giờ chém ra đi. Một đạo hàn quang khoảnh khắc bây giờ chém ra đi. Lúc này ông già sau lưng, trông rất sống động chu tước, đảo mắt bây giờ bay ra ngoài, kinh khủng hơi thở, tựa hồ phải đem toàn bộ cung điện cũng bốc cháy. Kiếm quang và chu tước tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra kinh khủng tổn thương, cổ lực lượng này để cho tất cả mọi người nội tâm run rẩy. Oanh! Kinh khủng hơi thở tràn ngập ở chung quanh, Diệp Thần cả người bóng người bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, mọi người bị ánh sáng sáng chói, chiếu sáng cặp mắt, căn bản không mở mắt ra được. Ở bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Diệp Thần cầm chặt trong tay Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, một kiếm ngay tức thì chém ra đi. Mà bây giờ tầng 6 hiển nhiên vậy có không ít người đi lên. Mọi người thấy một màn này, mở hai mắt ra, thấy Diệp Thần bay rớt ra ngoài, ngay tức thì kích động. Diệp Thần ngã trên mặt đất, khóe miệng một búng máu phun ra ngoài, bóng người kinh hoàng đứng lên. Làm sao, các ngươi rất kích động. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn một cái kích động mọi người, toét miệng cười một tiếng. Ngươi bây giờ người bị thương nặng, tạo hóa cảnh tiên tôn một cái tát là có thể đập chết ngươi. Ha ha ha, ngươi cái tiểu súc sinh, ta nói qua ngươi sẽ gặp báo ứng. Trong đó một người võ giả cười to phách lối, hận không được bây giờ liền đi qua, thật tốt hành hạ Diệp Thần. Ngươi không ngại xem bên kia. Diệp Thần mặt không cảm giác, tay chỉ ông già. Lúc này, tên kia võ giả, một đôi mắt nhìn sang, nụ cười đột nhiên đọng lại. Cái này, bởi vì, giờ phút này vị kia tạo hóa cảnh tiên tôn ngã trên mặt đất, ngực còn có một đạo vết kiếm chảy máu loáng, mắt nhắm lại hoàn toàn chết rồi. Cố nhiên là tiên tôn, nhưng là cung điện này hạn chế nhưng mà nhằm vào tự thân tu vi mà nói. Cường giả tạo hóa cảnh có thể tới tầng thứ 6, tất nhiên người bị thương nặng. Làm sao đối kháng thời kỳ toàn thịnh Diệp Thần? Diệp Thần đi tới ông lão bên người, kiểm kê chiến lợi phẩm của mình, thời không chi binh từ trên người lão giả tìm ra hai kiện. Hợp đạo thần khí 10 chuôi, Hỗn Nguyên Tiên Khí 50 chuôi, còn như một ít linh đan rượu dược cũng là không đếm xuể. Diệp Thần cũng tìm được ông già sử dụng công pháp, tên là Bốn Thần Quyết, không chút khách khí thu. Giờ khắc này,
vẫn còn ở lối vào mọi người, chỉ cảm thấy lòng như cho tàn, liền tạo hóa cảnh tiên tôn đều bị Diệp Thần trấn áp. Bọn họ còn làm sao báo cừu? Yêu thánh bí cảnh bên trong, người mạnh nhất cũng không quá tạo hóa cảnh nhất tầng thiên, bây giờ bị Diệp Thần trấn áp, ai vẫn có thể cứu bọn họ? Bây giờ Diệp Thần nhận được bảo vật cũng không thiếu, quyết định rời đi trước tầng thứ 6, lại tiếp tục đợi tiếp, đến lúc đó toát ra tạo hóa cảnh, hắn rất khó ngăn cản. Dẫu sao tạo hóa cảnh dù là người bị thương nặng, Diệp Thần muốn xuất thủ đối phó, vậy phải bỏ ra một phen giá phải trả. Diệp Thần ngồi ở bên cạnh khôi phục tự thân thương thế, không cần nửa giờ cũng đã chữa. Các vị, các ngươi từ từ ở chỗ này đợi, ta đi trước một bước. Diệp Thần tà cười một tiếng, đi tới sống chết mặt tiền trước. Những người này nghe gặp Diệp Thần mà nói, thiếu chút nữa khóc lên, tên ác ma này rốt cuộc phải đi. Nếu như Diệp Thần đợi tiếp nữa, bọn họ còn không biết năm nào tháng nào mới có thể rời đi. Diệp Thần đứng ở sống chết mặt tiền trước, quyết định đi tử môn, thật ra thì hắn cũng không có muốn quá nhiều, sống chết cửa chỉ bất quá một cái lựa chọn mà thôi. Còn như phía sau cửa nguy cơ, Diệp Thần chỉ có thể đi một bước xem một bước. Quyết định chủ ý, Diệp Thần trực tiếp đi vào, hắn bóng người vậy vào giờ khắc này, ngay tức thì biến mất. Hắn nói, vốn là sát đạo. Hắn vô số lần trải qua sống chết, lại càng không ý sống chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 83.